Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 1 Trước ngày trùng cửu lúc thu sang, cúc hoa nở rộ trăm hoa tàn. 5 năm rồi, tròn 5 năm rồi, chúng tôi cung nghênh thần tướng xuống núi. Ba tướng 12 vệ quân bắc giã đã tập hợp đầy đủ, xin chỉ thị từ thần tướng. Tập đoàn bác giã đã mang theo nguồn vốn 50 tỷ tiến vào Tân Hải, sẵn sàng phục vụ thần tướng bất cứ lúc nào. Khách sạn Thiên Dương, thành phố Tân Hải nơi này vốn được thuê toàn bộ để cử hành hôn lễ. Mà lúc này đây, toàn bộ lối đi chính bị phong tỏa, cưỡng chế thu dọn hiện trường. Ba người đàn ông trung niên mặc quân phục với ngôi sao hàng tướng trên cầu vai đang nửa quỳ trên nền đất. Audio điện tử võ tấn bền. Mỗi người họ lần lượt cầm theo mũ mạo, quân trang và súng ngắn. Thần thái vừa cung kính vừa kích động. Sau lưng họ là hàng trăm người, đen đặc cả khu vực họ đồng loạt quỳ xuống như đang diện thánh. Trên trường kỳ trước mặt, một thanh niên mặc âu phục đen, đi giày da đen đang lặng lẽ ngồi đó. Chàng thanh niên này diện mạo tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, góc cạnh sắc nét, khí chất áp đảo. Anh nắm chặt một cây gây trúc, ánh mắt trống rỗng bên dưới cặp kính đen khiến người ta không khỏi thấy tiếc nuối. Chàng thanh niên đẹp trai đến thế, vậy mà là một người mù. Tiếc thay, tiếc thay. Năm năm như bóng câu qua thềm. Anh thanh niên cảm khái, chống gậy đứng lên, sờ vào huân chương công quân gắn chi chít trên bộ quân trang mà trầm ngâm nhớ về quá khứ. Người bình thường dù chỉ nhận được một chiếc trong số những huân chương này cũng đủ để họ khoe khoang cả đời. Nhưng đây mới chỉ là một nửa trong số những gì anh từng nhận được. Chàng trai này tên là Sở Bắc, 28 tuổi. Có lẽ người trong thiên hạ không biết đến cái tên này. Nhưng anh còn có một danh xưng mà không ai không biết, Thần tướng trấn quốc chỉ bốn chữ này cũng đủ thấy uy nghiêm rồi. Tên tuổi này làm đám trộm cắp trên mọi nẻo đường phương Bắc không dám vượt quá giới hạn suốt 5 năm trời. Thế nhưng, 5 năm trước, sở Bắc Đích Thân tới Tân Hải chấp hành nhiệm vụ, không ngờ bị người của mình bán đứng, không những bị thương nặng mà còn trúng dược vật thuốc tình, mấy lần suýt chết. Trong lúc mơ mơ màng màng, có một cô gái bất chấp mọi thứ mà cứu anh. Giúp anh chạy trốn, giúp anh trừ độc. Từ đầu đến cuối, Sở Bác trong trạng thái hốt hoảng, không nhìn rõ diện mạo đối phương, thậm chí không biết sau cùng mình đã làm những gì. Sau này mới biết được, chuyện tối hôm đó liên lụy tới cô cả của nhà họ Lạc ở Tân Hải. Theo lời của ông cụ nhà họ Lạc, đêm hôm đó, anh bị thương nặng, trốn ngay vào phòng khách sạn mà cô cả Lạc Mai của nhà họ Lạc đang ở. Sau khi phát hiện anh bị thương nặng, Lạc Mai không những bất chấp nguy hiểm tính mạng để dụ quân địch truy kích đi chỗ khác, mà còn đích thân hút độc chị thương giúp anh. Không ngờ rằng, sở bác chúng độc nặng, thú tính bộc phát, cưỡng ép cướp đi lần đầu tiên của Lạc Mai. Sau khi biết chân tướng, sở bác cảm động vô cùng, đồng thời không khỏi ái náy. Anh muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình, bù đắp cho tổn thương mà Lạc Mai phải chịu. Vì thế, ngày 8 tháng 9 năm năm trước, một mình sở bác đặt chân lên huyết vực ở biên giới phía bắc. Anh thề rằng, trong vòng 5 năm, anh sẽ không bước ra khỏi lãnh thổ một bước anh phong ấn thực lực của mình, tuyệt đối không dùng tới bất kỳ quyền lợi nào trong tay. Dùng điều này để ép người man ký hiệp định đình chiến trong vòng 5 năm. Sau đó, một mình anh tới Tân Hải. Thông qua lời giới thiệu của ông cụ nhà họ Lạc, anh trở thành chồng sắp cưới của Lạc Mai, trở thành con rể ở rể. Vốn tưởng rằng anh có thể bù đắp. Thế nhưng, đến cả cơ hội bù đắp, Lạc Mai cũng không muốn cho anh. À ta chẳng những không nói nửa lời về chuyện đêm đó thậm chí còn như biến thành người khác, tính tình nóng này, không đánh đập thì cũng chửi mắng sở bắc. Cho dù là vợ chồng chưa cưới, nhưng sở bắc còn chưa từng chạm tới ngón tay của ả ta. Đường đường là thần tướng Trấn quốc bị ả ta coi như người hầu, sai khiến suốt 5 năm. Địa vị của anh chắc chẳng bằng một con chó ngoài cổng. Nhưng sở bắc vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng tất cả. Bởi vì anh thấy mình nợ lạc mai. Mọi thứ đều là việc nên làm. Một tháng trước, Lạc Mai ra ngoài uống rượu, sau khi uống say không cẩn thận gặp tai nạn xe, hai mắt không nhìn được nữa. Tìm khắp Tân Hải không có nổi rác mạc phù hợp với ả ta. Nếu không thể cấy ghép rác mạc thành công trong vòng 12 tiếng đồng hồ, Lạc Mai sẽ trở thành kẻ mù lòa vĩnh viễn. Vào thời khắc mấu chốt nhất, sở bắc hiến rác mạc của mình cho ả ta, không hề do dự. Lạc Mai lại nhìn thấy ánh sáng, mà sở bắc thì rơi vào bóng tối. Sở bắc không thấy hối hận, bởi vì cuối cùng anh cũng đợi được hôn lễ mà mình đã mong chờ suốt 5 năm. Chắc hẳn tấm lòng chân thành và hành động của anh đã lay động được Lạc Mai nên ả à ta mới đồng ý lấy anh. Sở bác vui mừng quá đỗi, cố tình chọn ngày mùng 8 tháng 9. Bởi vì, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không còn là chàng rể, chui chặn, vô dụng nữa. Mà là vị thần của bác giã, thần tướng Trấn Quốc. Khi phong ấn thực lực được gỡ bỏ, đôi mắt của anh cũng sẽ tìm lại được ánh sáng. Tiểu Mai, tin anh, anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Sở Bắc tùm tìm cười, bàn tay rời khỏi bộ quân trang. Thanh Vũ ở lại, những người khác quay về đi. Thời hạn 5 năm đến rồi, bác giã không được để xảy ra sai sót. Chúng tôi xin nhận lệnh. Ba vị tướng đi đầu dẫn theo đoàn người rời đi. Mệnh lệnh của thần tướng, không thể làm trái được. Chỉ có một cô gái trẻ với vóc dáng gầy gò, biểu cảm lạnh lùng ở lại căn phòng. Thanh Vũ, một trong 12 vệ của Bắc Giã, thân tín của Sở Bắc. Thanh Vũ, dùng danh nghĩa của tôi đi mời các thế gia lớn ở Tân Hải tới chứng kiến hôn lễ của tôi và Tiểu Mai. Tôi muốn cho Tiểu Mai lời hứa hẹn tốt nhất và hôn lễ long trọng nhất. Rõ, Thanh Vũ nhận lệnh rồi vội vàng lui đi. Sở Bắc, mày không ngoan ngoãn ở nhà đi, đến đây làm cái quái gì? Có bị người ta đâm chết cũng không ai dọn xác cho mày đâu. Giọng nói cay nghiệt vang lên, một cô gái trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cô gái này dung mạo xinh đẹp, vóc dáng chẳng có gì để chê, cũng được coi như một người đẹp hiếm có. Chỉ là gương mặt cao có, lời nói cũng vô cùng khó nghe. "Tiểu Mai." Sở Bắc mỉm cười ngẩng đầu lên. Anh đã quen với điều này rồi. Mà cô gái trước mặt cũng là người vợ sắp thành hôn cùng anh, Lạc Mai. "Hôn lễ sắp bắt đầu, nên thay quần áo thôi." "Hôn lễ gì cơ?" mày hỏng não à, lạc mai liếc nhìn anh với vẻ ghét bỏ. chương 2, 5 năm hy sinh uổng phí. Sao cơ? Sở bắc cuối cùng cũng biến sắc. 5 năm vất vả kiên trì, bây giờ sắp tu thành tránh quả rồi, vậy mà chỉ đổi lấy một câu nói này. Tiểu mai, hôn lễ chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi chúng ta thôi, em đang. Sở bắc, mày không hiểu tiếng người à, một thằng mù lòa vô dụng như mày. Sao không đái một bãi rồi tự soi lại bản thân mình, xem mày xứng với tao ở chỗ nào. Lạc Mai nhìn anh với vẻ coi thường, ánh mắt khinh bỉ tới cực điểm. Bảo mày tự giác cút đi là giữ thể diện cho mày lắm rồi, nếu còn không biết điều nữa thì tao cho người ném mày ra ngoài đấy. Nghe những lời cay nghiệt của à ta, trái tim sở bắc như bị kim châm. Khi anh đang định lên tiếng thì một chiếc Porsche đỗ xịch ngay trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ bấn cợt. Tiểu Mai, lãng phí thời gian với tên mù dở này làm gì, nhân lúc đám cưới của em họ em chưa bắt đầu, chúng ta tới khách sạn làm một, nháy, trước đi. Ai ra, anh đừng sốt ruột, em phải đuổi thằng vô dụng này đi đã. 5 năm rồi, Lạc Mai chưa từng dịu dàng ngon ngọt với sở bắc, lúc này lại tỏ thẹn thùng và... Xí, một thằng mù thì có gì để nói, theo anh thấy, em cứ quẳng nó xuống sông là xong, đỡ lãng phí thời gian. Giết người là phạm pháp đó, vì một thằng mù không đáng để mạo hiểm đâu. Lạc Mai nũng nịu liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia, anh tới khách sạn đợi trước đi, đợi em đuổi thằng mù này đi rồi sẽ lên ngay. Tiểu yêu tinh này, làm anh thèm chết đi được, người đàn ông liếm môi, tay phải kéo Lạc Mai tới trước mặt mình. Ôi chao, anh làm gì thế, còn có người khác đang nhìn mà. Lạc Mai đỏng đảnh dậm chân, nhưng cơ thể rõ ràng rất ớ mờ, nghiện mà còn ngại. Xí, một thằng mù chết tiệt, nó có nhìn thấy đâu? em sợ gì? chàng thanh niên mỉm cười đắc ý, động tác trên tay càng thêm cản dỡ. hai người sờ mó lẫn nhau như trốn không người, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của sở bác thâm trầm cực điểm. móng tay anh gần như cắm ngập vào thịt, ánh mắt tối sầm lộ ra hàn ý. tiểu mai, cậu ta là ai? sở bác không thể tin nổi, người ân nhân từng cứu anh năm năm nay người vợ chưa cưới chưa từng để anh chạm vào người hóa ra lại có phương diện phóng đáng đến vậy. Năm năm qua, có xứng đáng không? Tên mù dở, nói với mày cũng chẳng sao, đây là cậu cả là họ Lý đấy, anh Lý Nham. Lạc Mai ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ khinh bỉ không thèm che giấu. Nhìn thấy không, nước hoa mẫu mới nhất của Sanen, túi sách phiên bản giới hạn của Hermes, còn cả chiếc nhẫn độc nhất vô nhị ở Tân Hải này nữa, toàn là anh Lý mua cho tao đấy năm năm qua mày mua cho tao thứ gì chưa so với anh lý thì mày còn không bằng con chó nữa à phải rồi mày bị mù mà chẳng nhìn thấy gì hết lạc mai đắc ý khoe khoang cùng anh mỗi một câu nói như một cây kim đâm thẳng vào trái tim sở bắc đôi mắt của anh xí chỉ với đôi mắt xấu xí của mày mày tưởng tao thèm chắc lạc mai bĩu môi khinh thường mày tưởng không có mày thì mắt của tao không thể khỏi được đúng là nực cười đúng đấy Lý Nham nhếch môi cười, dùng rác mạc của mày là vinh hạnh cho mày đấy, hiểu không? Dám tranh giành phụ nữ với ông đây, không nhìn lại bản thân là cái thể thống gì. Nói xong, hắn ta định kéo Lạc Mai lên xe. Đứng lại. Sở Bắc lên tiếng thêm lần nữa, nhưng giọng nói lạnh lẽo như băng. Đôi mắt trống rỗng của anh hướng về phía Lạc Mai. Tiểu Mai, nếu đã như thế, tại sao 5 năm, năm trước dù phải đánh đổi cả sự trong trắng em cũng bất chấp cứu anh? đây là chấp niệm sau cùng của sở bắc. Nào ngờ, lạc mai đột nhiên quay phát lại, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Thằng mù kia, mày nói linh tinh gì đấy? Lần đầu của tao là cho anh Lý, thằng mù như mày làm sao xứng đáng chứ? Không những mù mắt mà đầu óc còn có vấn đề, mày chết đi tao vui còn chẳng kịp, ai thèm cứu mày? Đùng, cây gậy trúc trong tay sở bắc rơi thẳng xuống. Nền đá cầm thạch dưới chân vỡ toát ra như lưới đánh cá mặt mũi sở bắc biến sắc kéo theo bầu trời cũng đột nhiên nổi gió lớn giống như mưa rông bão tát sắp kéo đến nơi hóa ra là như vậy à sở bắc lầm bầm tự nhủ giọng nói lạnh lẽo đến cực độ anh vốn tưởng rằng nhất định là chuyện đêm hôm ấy biến lạc mai thành như vậy thế nên mới càng muốn bù đắp cho ả à ta thật không ngờ rằng năm năm qua hóa ra là nhầm lẫn năm năm qua tất cả những việc anh làm chỉ là toi không Bất kể là ông cụ nhà họ Lạc hay là Lạc Mai, ai cũng đùa bỡn anh như một thằng hề. Thật nực cười, thật đáng buồn. Sở bác khẽ lắc đầu, không biết là đang nói Lạc Mai hay đang nói chính mình. chương 3, gia tộc thúc ép. Lời nói chắc nịch khiến Lạc Mai đứng hình, tiếp sau đó, ánh mắt càng lộ thêm vẻ khinh thường. Chỉ dựa tên mù như mày, đúng là chọc cười chết tao rồi. Thật không biết mày lấy đâu ra sự tự tin để thốt ra câu này nữa. Phải đó, cũng không đổ nước tiểu của mình ra mà soi thử. Mau đi đi, chật chật, nếu không phải hắn là một tên mù, anh thật sự còn muốn hắn đến quan sát thử đó, Lý Nham liếm môi, nở một nụ cười dâm đáng phụ họa. Ai ra, anh xấu ghê vậy đó. Hai người cứ anh anh em em trêu chọc nhau, hoàn toàn không để ý đến sở bắc. Ô tô nổ máy, tiến vào khách sạn cách đó không xa. Sở bắc chống gậy trúc đứng nguyên tại chỗ, cả người toát ra vẻ uy nghiêm. So với đứa con rể phế vật trước đây, hiện giờ đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Thần tướng Thanh Vũ vội vàng đáp, "Gọi tôi là cậu chủ." "Vâng, cậu chủ, Thanh Vũ cung kính báo cáo, cậu chủ, tin tức đã được gửi đi. Chỉ là, tôi vừa mới nhận được tin tức, tin tình báo từ 5 năm trước hình như không đúng. Người con gái đã cứu anh 5 năm trước không phải là Lạc Mai, mà là con cháu nhánh thứ của nhà họ Lạc, Lạc Tuyết. Hơn nữa, nói đoạn Thanh Vũ muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự. Nói tiếp đi, sở bắc hơi híp mắt, vẻ mặt phức tạp. Vâng, nghe nói, 5 năm trước lạc tuyết chưa cưới mà chừa, có một cô con gái 4 tuổi, 5 năm này sống rất vất vả. Xoạt, trong chốc lát, sắc mặt sở bắc liền thay đổi. Lạc tuyết, người em họ 5 năm qua anh chỉ nghe đến tên chứ chưa từng gặp mặt sao. Hơn nữa, vừa rồi lạc mai nói, hôm nay là đám cưới của lạc tuyết. Nhà họ lạc, hay cho thủ đoạn đổi trắng thay đen. Biểu cảm của Sở Bắc không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận nhưng không khí xung quanh hiển nhiên đã trở nên lạnh hơn mấy phần. Quay người lại, nhìn khách sạn vui mừng, chậm chậm bước đi. Lộp cộp lộp cộp, tiếng gậy trúc càng lúc càng xa. Lạc Tuyết, cậu la nhìn chúng cháu, đó là vinh hạnh của cháu, cháu đừng có mà không biết xấu hổ. Tầng 3 của khách sạn, phòng trang điểm nhìn cô gái trẻ trước mặt đang lau nước mắt mà thái độ vẫn bướng bỉnh như cũ, sắc mặt của Lạc Vinh Quang tái mét. Thân là người nắm quyền của nhà họ Lạc, cũng là ông nội của cô gái này, lời nói của ông ta chính là mệnh lệnh. Không ai có thể phản bác. Bây giờ, lập tức thay quần áo, nửa tiếng nữa, nhất định phải gả cho cậu la. Lạc Vinh Quang gần giọng nói, không phải đang thương lược, mà là đang ra lệnh. Tiểu tuyết, nghe lời ông nội, mau thay quần áo đi, đừng để khách khứa đợi sốt ruột nữa. Thấy cha chồng tức giận, người làm mẹ như chu cầm cũng sốt sắng, khuyên bảo hết nước hết cái. Tiểu tuyết, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi mà. Cậu la không ghét bỏ đứa con riêng đó, còn chịu cưới con một cách quang minh chính đại thế này đàn ông tốt như vậy không có nhiều đâu. Chẳng lẽ con vẫn muốn làm quá phụ suốt quãng đời còn lại hay sao? Con gái cháu không phải là con ngoài giá thú. Lạc tuyết tức giận phản bác, nhưng trong giọng điệu lại đầy sự bất lực thân hình nhỏ nhắn yêu kiều khẽ run rẩy trước bàn trang điểm cô cảm thấy bất lực làm sao trên gương mặt nhỏ thanh tú vành mắt khẽ ửng đỏ trong mắt chỉ còn lại sự tủi thân uất ức đàn ông tốt la huy sao thân là cậu cả của nhà họ la đương nhiên sở hữu quyền thế ngút trời nhưng từ nhỏ người này đã mang tiếng ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú hầu như không có chuyện xấu nào là không làm cả cái tân hải này ai mà không biết. Nếu hắn mà là một người đàn ông tốt, thì trên đời này chẳng có đàn ông tồi rồi. Nếu thực sự phải gả cho hắn, thì chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Cái gì mà vì muốn tốt cho tôi chứ, còn chẳng phải là mấy người muốn trèo lên cành cao của nhà họ la sao. Thật mỉa mai, thật nực cười. Mẹ, mẹ biết mà, con không thể. Khuôn mặt lạc tuyết đẫm nước mắt, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía chu cầm, Cô vẫn còn chưa tìm được người đàn ông đó, còn chưa bắt đối phương bù đắp tất cả những gì mình đã phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua. Con gái cô vẫn đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật, còn một khoản chi phí phẫu thuật rất lớn chưa thanh toán. Sao cô có thể gả cho người khác vào lúc này được chứ? Đứa nhỏ này, rốt cuộc có biết phân biệt được nặng nhẹ. Mặt Chu Cầm đanh lại, khẽ mắng, khách khứa dưới lầu đều sắp tới đông đủ rồi, còn muốn để người khác xem nhà họ Lạc chúng ta thành trò cười hay sao? Hơn nữa, hiện giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện có thể gả cho cậu La chứ? Còn về đứa con hoang kia, con không cần phải suy nghĩ nữa, cứ để con bé ở bệnh viện tự sinh tự diệt đi. Sau đó cùng với cậu La sinh một đứa, đó chẳng phải chính là điều tốt nhất sao? Chu Cầm nói một hơi một hồi, lẽ thẳng khí hùng. "Mẹ, con." Lạc Tuyết trừng to mắt nhìn với vẻ không thể tin được. Mặc dù từ trước đến giờ mẹ cô vẫn luôn có thành kiến với con gái của cô, nhưng chưa từng nói ra những lời tuyệt tình như vậy đây là lần đầu tiên lạc tuyết đừng có kiểu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như thế giọng của lạc vinh quang nghiêm nghị có thể nghe ra được ông ta đã nổi giận rồi hôm nay nếu như cháu ngoan ngoãn gả cho cậu la ông sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho con gái cháu thậm chí có thể đưa con bé đến bệnh viện tốt nhất tìm bác sĩ tốt nhất nhưng nếu như cháu còn thách thức sự kiên nhẫn của ông một lần nữa Lạc Vinh Quang nheo mắt, ánh mắt nhìn cô cháu gái đầy sự mất kiên nhẫn và hung ác, nham hiểm. Ông không ngại việc phải gọi điện cho bệnh viện yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc điều trị và thuốc men cho con danh đó đâu. Thậm chí là ném nó ra khỏi bệnh viện, để nó tự sinh tự diệt. Còn việc sống hay chết, thì chỉ có thể xem ý trời rồi. Cuối cùng ông cho cháu 3 phút, là sống hay chết, tự cháu chọn đi. Nói xong, Lạc Vinh Quang xoay người đứng chắp tay sau lưng, không hề nôn nóng, chờ đợi hồi âm. Còn cơ thể nhỏ nhắn của lạc tuyết lúc này đã chết lặng. Nội tâm vốn đã mong manh nay lại căm phẫn, bất lực, tuyệt vọng, không cam tâm. Đây không phải lần đầu tiên. Con gái của mình cũng là chất gái ruột, cháu ngoại ruột của bọn họ mà. Lúc này, mở miệng ra lại là một câu con hoang, một câu con điếm nhỏ. Còn phát ngôn sẽ để một cô bé 4 tuổi tự sinh tự diệt. Đây có còn là con người không? Trong lòng Lạc Tuyết vô cùng căm phẫn, nhưng cuối cùng, cô vẫn phải đối mặt với hiện thực. Cô giống với Lạc Mai, mặc dù đều là dòng chính của nhà họ Lạc. Nhưng vì bố mất sớm nên không có quyền lực gì trong nhà họ Lạc. Năm năm trước lại chưa cưới đã mang thai ngoài ý muốn, vì vậy so với Lạc Mai, địa vị cô khác biệt một trời một vực. So với những người hầu của nhà họ Lạc còn chẳng bằng. Trong mắt mẹ, cô chỉ là một cái thang để trèo lên cành cao mà thôi. Trong mắt ông nội, cô chính là công cụ của việc liên hôn gia tộc, vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi. Cho dù có phản kháng thì có ích gì chứ? Sẽ chỉ liên lụy đến đứa con gái vô tội. Được, cháu gả. Chỉ vòn vẹn ba chữ, nhưng dường như cô đã phải đến dùng toàn bộ sức lực của mình để có thể thoát ra. chương 4 có tài đức gì? Khách sạn Thiên Dương. Hôm nay đã được bao chọn. Trong đại sảnh rộng rãi được bố trí 30 chiếc bàn, những người đàn ông đến đây đều mặc những bộ vest và đi giày da, không phải người giàu có thì cũng là người quyền quý. Còn hầu hết các chị em tham dự đều diện trang phục rực rỡ, đua nhau khoe sắc. Tiệc rượu phòng hoa vô cùng náo nhiệt. Ha ha, gia chủ La, chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay là lễ cưới của con trai ông, chỉ là chút lễ mọn gọi là, chút lễ mọn gọi là. Cậu chủ La tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, tương lai nhà họ La thật khó lòng đong đếm được nhà họ la là một gia tộc hạng hai có tiếng ở trung hải và hôm nay là đám cưới của la huy cậu chủ cả của nhà họ la có vô số người đến chúc mừng nhiều không đếm xuể la vạn sơn gia chủ nhà họ la cùng con trai la huy đích thân chào đón khách khứa ở cửa các vị khách sáo quá xin mời vào trong hôn lễ sắp bắt đầu rồi la vạn sơn mặc một bộ vest đắt tiền giày đánh bóng loáng thần thái người người Bên cạnh ông ta là chú rể La Huy ăn mặc chỉnh tề, đầu óc gọn gàng, hắn dùng ít nhất một lọ dầu dưỡng tóc. Bộ đồ màu đỏ rượu vang và đôi giày da màu xanh nhạt trông cực kỳ tôn dáng. Cũng được coi là một tài năng. Tiểu Huy, vất vả cho con rồi, đường đường một cậu chủ nhà họ La mà lại phải lấy một quả phụ có con riêng. Giữa lúc chào đón khách khứa, La Vạn Sơn vỗ vai con trai với giọng điệu phức tạp. Không sao, vì cơ nghiệp nhà họ La, con hy sinh một chút cũng có làm sao. La Huy lắc đầu, không để lộ ra bất kỳ vẻ không vui nào. Đương nhiên hắn đã từng gặp Lạc Tuyết. Cho dù có một cô con gái 4 tuổi, nhưng xét về dung mạo, vóc dáng, chắc chắn là hạng cực phẩm. Hơn nữa, quá phụ thì đã sao? Không phải là thiếu phụ thì càng có hương vị hơn sao? Và lại, lấy về có nhất thiết phải làm vợ không? Một ngày nào đó trời chán rồi thì đá phát đi là xong về phần đứa con riêng kia, muốn bước vào cửa nhà họ tần sao. Nằm mơ, rất tốt. La Vạn Sơn hài lòng gật đầu, chỉ cần Lạc Tuyết gả vào nhà họ La thì cả nhà họ Lạc đều sẽ nằm trong sự kiểm soát của bố con ta. Đến lúc đó nhờ cậu chủ Dương ra tay, nhà họ La ta thăng cấp lên gia tộc hạng một là chuyện nằm trong tầm tay. Đến lúc đó, tất cả sẽ là của con hết. La Vạn Sơn vỗ vai con trai, giọng điệu phải nói là vô cùng đắc ý. Bố yên tâm, con đã hiểu. La Huy gật đầu, đảo mắt, nhìn thấy Lạc Vinh Quang từ lầu 2 đi xuống, sắc mặt lập tức thay đổi. Gia chủ La, chúc mừng, chúc mừng, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi. Lạc Vinh Quang phớt lờ những người khách xung quanh và đi thẳng tới chỗ La Vạn Sơn. Khóe miệng tươi cười, thần thái ngời ngời. Ông cụ Lạc nói đi đâu thế, nếu đã là người một nhà, cứ gọi tôi Vạn Sơn là được rồi. La Vạn Sơn cười vẫy tay, ánh mắt tinh danh phải phải là tôi hồ đồ rồi từ nay về sau chúng ta đã là người một nhà chúng tôi còn phải nhờ vạn sơn quan tâm đến cả nhà già đây nữa mà lạc vinh quang mắt sáng lên đây chính là những gì ông ta đang chờ đợi để có thể móc nối quan hệ được với nhà họ la ông ta đã phải bỏ ra không ít công sức ông cụ đừng lo đây là chuyện đương nhiên rồi la vạn sơn mỉm cười có điều cuộc hôn nhân này vạn sơn đừng lo Lạc Vinh Quang cười, ông nhìn đi, không phải cô dâu đã đến rồi đây sao? Mọi người nhìn theo ánh mắt của ông cụ và nhìn thấy Lạc Tuyết với bộ váy cưới truyền thống màu đỏ, từng bước đi tới sảnh với sự giúp đỡ của mẹ cô là Chu Cầm. Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao thì vẻ đẹp của Lạc Tuyết cũng nổi tiếng ở Tân Hải. Ngoài ra, với tư cách là nhị tiểu thư của nhà họ Lạc, 4 năm trước, cô là mục tiêu của hầu hết các cậu chủ ở Tân Hải nhưng một tiên nữ như vậy lại mang thai trước khi kết hôn. Đến nay, con gái cô đã 4 tuổi rồi. Ngoại trừ La Huy, thực sự không có mấy cậu chủ muốn lấy cô. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Huy à, còn trần chờ gì nữa? Sau khi bái đường, cô ấy chính là con dâu của nhà họ La chúng ta rồi. La Vạn Sơn nở nụ cười hài lòng, không quên nháy mắt với con trai. Vâng thưa bố. La Huy đáp, rất nhanh, hắn đã đến trước mặt Lạc Tuyết. Nhìn Lạc Tuyết, người đang đội chiếc khăn trùm đầu màu đỏ và chỉ để lộ hình dáng yêu kiều của cô ấy. Bốn năm trước, hắn đã thèm muốn Lạc Tuyết từ lâu. Ngay cả khi không thể có được lần đầu tiên của Lạc Tuyết, thì để chơi đùa cũng không tệ. Vạn Sơn, nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, ông xem có phải là Lạc Vinh quang ngập ngừng mở miệng, chỉ cần có thể dựa vào nhà họ La, mối nguy của nhà họ Lạc sẽ có thể giải quyết được. Nhưng điều mà ông cụ không biết là ông ta lo lắng La Vạn Sơn còn lo hơn ông ta. Ha ha, được được, xin mời. Ngay sau đó, hai vị trưởng bối lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Khách mời đều đã tới, nhìn đôi tân hôn trong đại sảnh, mỗi người mang một ánh mắt riêng. Ông chủ, chủ tịch Trương đến rồi. Sắp đến lúc bái đường, một tên đàn em nhà họ La vội vàng chạy vào báo tin. Chủ tịch Trương, chủ tịch Trương nào? Lạc Vinh Quang nhất thời không kịp phản ứng đám thanh niên trẻ tỏ vẻ lo lắng chủ tịch trương trương hồng viễn của quốc tế hồng viễn đó suýt vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng lạc vinh quang và la vạn sơn nhìn nhau vẻ như đang hỏi có phải ông đã mời vị khách quý này không quốc tế hồng viễn là một trong những tập đoàn lớn nhất ở tân hải với thân phận của họ thực sự không đủ tư cách để mời ha 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 ông lạc và cháu gái ông kết hôn tôi không mời mà đến chắc ông không chê cười ông già này chứ. Đang ngây ngẩn ra thì một ông già ngoài 50, mặc quần áo chỉnh tề xài bước vào. Xin chào Chủ tịch Trương. Là Quang Vinh nhanh chóng đứng dậy và hào hứng chào đón. La Vạn Sơn cũng không chịu thua kém, những vị khách có mặt cũng cùng nhau đứng dậy đến chào hỏi một cách kính cẩn. Chủ tịch Trương làm khó chúng tôi rồi, ông có thể đến đây là vinh hạnh của chúng tôi. La Vạn Sơn cung kính chào hỏi, đây là người dù có tiền cũng không mời được. Ha ha, hai người khách sáo rồi. Trương Hồng Viễn cười lắc đầu, vỗ vai Lạc Vinh Quang, chỉ cần sau này ông Lạc phát tài không quên ông già này là được rồi. "Hả, vâng vâng, nhất định rồi, nhất định." Một câu nói đã khiến Lạc Vinh Quang cảm thấy khó hiểu. "Đúng ra đây là những gì ông ta nên nói mới đúng chứ." Đương nhiên, ông ta cũng không dám hỏi, mà nhanh chóng mời Trương Hồng Viễn vào chỗ ngồi. Trương Hồng Viễn không từ chối, nhưng khi nhìn thấy chú rể Lông mày của ông ta đột nhiên nhăn lại. Có vẻ như hơi ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Trương Hồng Viễn khiến Lạc Vinh Quang rất đắc ý. Vừa định ngồi lại, liền thấy tên đàn em kia lại bước vào, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi. "Ông chủ, gia chủ nhà họ Lý và Chu tiên sinh đứng đầu thành phố dẫn theo ban lãnh đạo đã đến cửa rồi ạ, à. họ nói là đến chúc mừng." Chỉ với một câu nói đã lại khiến nơi đó bùng nổ. Sự xuất hiện của Trương Hồng Viễn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trương Nam, tôi không đồng ý. Mau, mau mời vào trong, không, tôi tự mình đi mời. Lạc Vinh quang mặt đỏ bừng đầy hưng phấn, La Vạn Sơn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đích thân chào hỏi. Ngày hai nhà kết hôn, gia chủ Lý và người đứng đầu thành phố cùng nhau đến. Đây là chuyện khiến họ một bước lên trời. Vừa tới cửa đã thấy Chu Minh Hạo người đứng đầu thành phố và lý hải đông gia chủ nhà họ lý gia tộc hạng một đi tới họ dẫn theo đám đông các lãnh đạo ở tân hải sải bước đi tới ông lạc lễ cưới cháu gái mà ông lại không thông báo với chúng tôi ông thật không phải đó lạc vinh quang còn chưa kịp mở miệng chu minh hảo đã chào ông ta bằng một giọng điệu thân thiện ông chu chê cười rồi ông già tôi đâu có tài đức gì chứ lạc vinh quang cúi người được khen nhưng lại cảm thấy lo lắng bình thường khi Chu Minh Hạo gặp ông ta, có lẽ còn không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng bây giờ, dường như ông ta hơi nhiệt tình. Lạc Vinh quang đầy thể diện, khiến cho người khác nhìn phải ngưỡng mộ. Ngay cả Lý Hải Đông, ánh mắt dường như cũng mang chút ghen tị. Ha ha, ông Lục này, ông Chu vì đến đây chúc mừng mà cậu Dương đến từ tỉnh thành cũng không đi đón tiếp đó. Ông còn không mau mời ông ấy vào trong. Phải phải phải. Bị nhắc nhở, La Vạn Sơn là người đầu tiên phản ứng. Chu tiên sinh, gia chủ lý, mời vào trong. La Vạn Sơn làm một cử chỉ cung kính mời, nhưng nhìn thấy ông ta có mặt ở đây, cho dù là Chu Minh Hảo hay Lý Hải Đông, rõ ràng đều hơi ngạc nhiên. La Vạn Sơn, ông làm thế này là... Khuôn mặt của La Vạn Sơn đỏ bừng, ông ta vội vàng giải thích, hôm nay là ngày cưới trọng đại của con trai tôi và cháu gái của ông Cụ Lạc. Các vị nể mặt đến đây là niềm vinh hạnh của Vạn Sơn, mời các vị vào trong. Chuyện này, nghe ông ta giải thích như vậy hai người liền ngương ngác nhìn nhau không phải nói là người đó hay sao sao bây giờ lại tất nhiên cả hai đều thầm cảm thấy rất khó hiểu nhưng im lặng không nói ra bước vào đại sảnh với một khuôn mặt kỳ lạ họ ngồi xuống chỗ dưới ánh mắt của tất cả mọi người được rồi nếu như tất cả khách mời đều đã ở đây hôn lễ chính thức bắt đầu lúc này lạc vinh quang có thể nói là vô cùng hài lòng ông cũng ngồi xuống với La Vạn Sơn trong sảnh đường và tuyên bố chính thức bắt đầu lễ cưới. Trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Rõ ràng, nếu sự việc hôm nay truyền ra ngoài, nhà họ Lạc nhất định sẽ vùng lên. La Vạn Sơn lại càng ngồi thẳng lưng và nháy mắt với con trai. La Huy hiểu ra và quỳ xuống về phía cao đường. Tuyết, cúi lại bố và ông nội đi, sau này em chính là người của nhà họ La rồi. Đừng chậm chế nữa, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó. La Huy xoa hai tay vào nhau, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, nhưng Lạc Tuyết ở bên cạnh hắn lại không hề nhúc nhích. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể cô đang hơi run rẩy. Dưới khăn trùm đầu màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đã lấm tấm lệ. Một khi cô dập đầu quỳ lạy, tức là sẽ cắt đứt mọi thứ kể từ bây giờ và đoạn tuyệt với người chồng suốt 5 năm chưa hề gặp lại. Một khi cô quỳ lạy, cô sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc và từ đó sẽ mất đi tự do ngay cả con gái cũng sẽ bị liên lụy cô không cam tâm thực sự không cam tâm lạc tuyết cháu còn chờ gì nữa mau khấu đầu đi ánh mắt lạc vinh quang lạnh lùng giọng điệu của ông ta đã tỏ ra không hài lòng nhìn thấy lạc tuyết bất động lạc vinh quang chợt nổi giận cứ như biến thành một người khác ông ta bất ngờ bước tới và đá vào chân lạc tuyết quỳ xuống cho ta hai chân lạc tuyết bị đá đau còn không kịp phản ứng lại lạc vinh quang dùng một tay túm tóc và đẩy mạnh lạc tuyết ngã ra đất hôm nay cháu không thể làm càn được còn không mau khấu đầu gả vào nhà họ la nếu không cháu sẽ phải gánh chịu hậu quả lạc vinh quang thấp giọng đe dọa nói xong ông ta lại ngồi vào ghế chính coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng ông ta không nhìn thấy châu minh hạo lý hải đông và trương hồng viễn ở bên cạnh ông ta đang khẽ cao mày còn khách khứa bên dưới cũng ngẩn ra. Ông già nhà họ La này, ngay cả cháu gái ruột mà ông ta cũng đối xử như thế này. Thật đúng là càng già càng độc ác. Về phần Lạc Tuyết, cơn đau ở bàn chân và da đầu khiến cô không nói thành lời. Hai dòng nước mắt chảy dài không tự chủ được. Nỗi tủi nhục trong lòng cô dâng lên đến tột cùng, nhưng cô chỉ biết nghiến răng, âm thầm chịu đựng. Cô chỉ có thể chịu đựng, nếu không, không chỉ cô bị tổn thương còn cô con gái 4 tuổi của cô nữa. Tôi, La Huy, bằng lòng kết hôn với Lạc Tuyết, cả đời này đối xử tốt với cô ấy. Lạc Tuyết, em đồng ý lấy anh chứ? La Huy ngoài mặt thì thành khẩn, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Tuyết đầy hằn học. Đến giờ vẫn còn do dự sao? Hừ, đêm nay cậu chủ tôi chơi cô cho biết mặt. Lạc Tuyết, còn cháu thì sao? Lạc Vinh Quang nheo mắt nhìn cháu gái, giọng điệu đe dọa không chút che giấu. Tôi, tôi Tim lạc tuyết run lên, nghĩ đến con gái còn đang nằm viện, cô liền nhắm mắt tuyệt vọng, bất lực. Tôi không đồng ý. Chỉ bốn chữ, vang vọng khắp sảnh đường. Tuy nhiên, người lên tiếng lại không phải là lạc tuyết đang quỳ trên mặt đất. Khán giả im lặng trong giây lát, mọi người đồng loạt quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lộc cộc, tiếng gậy che đập xuống đất nghe hơi chát chúa. Ở cửa đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bình tĩnh, Lão Luyện, đẹp trai. Chỉ là đôi mắt trống rỗng dưới cặp kính dâm trông thật lạc lõng. Sở Bắc, mày đến đây làm gì? Nhìn thấy người tới, Lạc Vinh Quang vênh mặt đứng lên, đôi lông mày nhíu chặt. Đây không phải là nơi mày có thể tới, mau cút đi. Bảo vệ ở đâu, mau ném nó ra ngoài. Lạc Vinh Quang xua tay không hài lòng, hôm nay là bước mấu chốt nhất trong kế hoạch của ông ta, tuyệt đối không thể bị hủy hoại. Tuy nhiên, Sở Bắc vẫn bất động tiếng cây gậy trúc gõ xuống, từng bước từng bước đi tới trước mặt lạc tuyết. Anh đưa tay ra, hơi run rẩy nâng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của cô lên. Là, là anh sao? Lạc tuyết ngẩng khuôn mặt ướt đầm lên, vừa nhìn thấy sở bắc, cô lập tức sững sờ. Là anh? Sở bắc khẽ thở dài, giọng điệu tràn đầy cảm xúc. Năm năm, anh đã nợ em quá nhiều. Bốp, một tiếng tát giòn giã vang lên khắp sảnh đường. Lạc tuyết nghiến răng, dùng hết sức tát vào mặt sở bắc. Cô nhìn chằm chằm vào anh, với sự phẫn uất, tức giận, và vân vân. Năm năm, cái tát này đã đến sau suốt 5 năm năm. 5 năm năm nay, lạc tuyết chưa từng quên mặt sở bắc. Cái đêm đó, sự khinh bỉ mà cô đã chịu đựng một mình trong suốt năm năm, và những vất vả khi nuôi con gái một mình đều do người đàn ông này ban tặng. Cô hận người đàn ông này. Tại sao suốt năm năm anh chưa từng xuất hiện, để cô một mình gánh chịu tất cả chuyện này cô thậm chí còn hận chính mình năm năm trước tại sao lại lo việc bao đồng cứu anh nhưng khi cô đơn và không nơi nương tựa cô lại mong mỏi có một người đàn ông che chở cho mình biết bao nhiêu giống như bây giờ nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này là phúc hay là họa đây cô không biết thực sự không biết xin lỗi sở bắc không nhúc nhích cứ thế đón nhận cái tát đây là những gì anh cần gánh chịu audio điện tử võ tấn bền. Chương 6, ồn ào. Sở Bắc, rốt cuộc mày muốn làm gì? Lạc Vinh Quang không thể ngồi yên được nữa, mặt nặng đến nỗi nước như sắp chảy ra. Khó khăn lắm ông ta mới sắp đạt được mọi thứ ổn thỏa, và còn trước mặt bao nhiêu nhân vật máu mặt như này. Nếu bị Sở Bắc phá hỏng thì không đơn giản chỉ là vấn đề mất mặt. Sở Bắc, nếu tao nhớ không lầm, 5 năm trước mày là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Lạc phải không? La Vạn Sơn liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nhưng mày như thế này là ý gì? Phải chăng mày cảm thấy nhà họ La tao dễ ăn hiếp lắm? Chu Cầm vẫn luôn im lặng không nói như chợt nghĩ ra điều gì, nhìn Sở Bắc chằm chằm, ánh mắt gần như phun ra lửa. Mày mày, mày chính là thằng xúc sinh đã hại con gái tao 5 năm trước phải không? Đồ xúc sinh, đồ cặn bã, thằng mù, mày có biết mày đã làm hại con gái tao thê thảm như thế nào không? Tại sao mày không đi chết đi? Chu Cầm trợn trừng mắt tức giận, cuồng loạn bùng nổ, hận một nỗi không thể bóp chết Sở Bắc. Nếu không vì Sở Bắc, gia đình họ đâu đến nỗi giảm sút đến bước đường này. Đâu cần phải chịu đựng nỗi nhục suốt 5 năm như vậy. Lúc này biết kẻ hãm hại con gái mình thực ra chính là thằng ở rể của nhà họ Lạc. Chu Cầm suýt chết tại chỗ vì tức giận. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt nhìn Sở Bắc và Lạc Tuyết càng thêm lạ lùng ngày đó lạc mai cô cả của nhà họ lạc đính hôn với một người đàn ông không hề có chút danh tiếng gì đã gây ra rất nhiều sóng gió ở tân hải còn lạc tuyết cô con gái thứ hai của nhà họ lạc chưa chồng mà sinh con lại càng là chủ đề được nhiều người bàn tán lạc tuyết và lạc mai là chị em họ gần gũi nhưng điều này có nghĩa là gì em rể làm chồng sắp cưới của chị hay anh rể lăng nhăng với cô gì chỉ có mấy người chu minh hạo đang cau mày ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở bắc như đang suy nghĩ điều gì đó tiểu tuyết đi thôi anh đưa em về nhà sở bắc ngẩng đầu bỏ qua mọi tiếng ồn ào kéo bàn tay nhỏ bé của lạc tuyết đi ra ngoài anh nóng lòng muốn gặp con gái mình đứng lại nhưng trước khi anh kịp nhấc chân lên giọng nói tức giận của lạc vinh quang lập tức vang lên sở bắc tốt hơn hết mày nên nhận rõ thân phận của mình đừng tự tìm đường chết còn cháu lạc tuyết ông không muốn quá tuyệt tình cháu đừng ép ông La Huy đang quỳ trên mặt đất cũng đột một đứng dậy, dừng lại trước mặt sở bắc với vẻ mặt u ám. Thằng danh, muốn cướp dâu trong đám cưới của cậu chủ này hả? Tao thấy mày chán sống rồi phải không? Mày chỉ là một thằng ở rể phế vật mà thật sự tưởng mình là người có máu mặt đấy à? Mày có tin là cậu chủ tao chỉ cần nói một lời, đừng nói là mày mà cả nhà họ là cũng đi đời luôn không? La Huy nghiến răng, hắn thật sự rất tức giận việc làm này của sở bắc rõ ràng là đang tát vào mặt hắn tiểu huy đừng lo ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu lạc vinh quang thoát tim vội vàng đứng lên trừng mắt nhìn sở bắc sở bắc tao cho mày cơ hội cuối cùng cút ra khỏi tân hải bằng không tao không dám đảm bảo là mày có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu còn cháu nữa nói xong ánh mắt lạc vinh quang nhìn về phía lạc viết với vẻ sát khí nếu không muốn con tiện nhân kia chết cháu có thể cùng hắn rời đi xoẹt khuôn mặt xinh đẹp của lạc tuyết lập tức tái đi con gái dù sao cũng là điểm yếu của cô hơn nữa cô bé giờ còn đang nằm trong bệnh viện để chờ tiền của nhà họ la cứu mạng về phần sở bắc năm năm qua cô đương nhiên đã từng nghe nói qua con rể phế vật nổi tiếng của chị cả lạc mai anh ta thì lấy đâu ra tiền chứ nếu thực sự đi với anh ta Lẽ nào cứ dương mắt nhìn con gái mình chết vì bệnh tật hay sao? Ông ơi, cháu, Lạc Tuyết do dự, cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì con gái. Cháu biết vậy thì tốt, tốt hơn hết cháu nên. Lạc Vinh Quang. Lạc Vinh Quang hừ lạnh lùng, nhưng lời đe dọa của ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Sở Bắc quay lại, rõ ràng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại luôn mang đến cho ông ta cảm giác lo sợ tôi có thể nhẫn nhịn để ông lừa tôi suốt 5 năm, cũng có thể nhẫn nhịn sự sỉ nhục 5 năm qua ông đối với tôi. Nhưng nếu ông dùng con gái để uy hiếp tiểu tuyết và tôi, thì ông sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Ánh mắt trống rỗng của sở bắc toát ra một tia lạnh lẽo. Trong chốc lát, nhiệt độ của toàn bộ khách sạn dường như giảm vài độ. Lạc Vinh quang cao mày, đối mặt với sở bắc, ông ta cảm thấy hơi áy náy. Đúng vậy, 5 năm qua, quả thực ông ta đã lừa sở bắc. Trong thâm tâm ông ta cũng biết ân nhân thực sự của Sở Bắc chính là Lạc Tuyết. Dưới sự sắp đặt của ông ta, dù là người cùng một nhà nhưng cả hai chưa từng gặp mặt. Vốn tưởng rằng thân phận phi thường của Sở Bắc nhất định sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà họ Lục. Nhưng không ngờ 5 năm, năm qua Sở Bắc hoàn toàn chỉ là kẻ vô dụng tầm thường. Mà một kẻ vô dụng chỉ có thể làm chó thôi nhưng ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người đàn ông mà mình coi như chó này lại trở thành biến số lớn nhất trong kế hoạch của ông ta. Tiểu tuyết, đi với anh, em yên tâm, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con gái chúng ta, để con ở trong phòng bệnh tốt nhất, tuyệt đối không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Sở bắc quay đầu, trịnh trọng trấn an lạc tuyết. Lạc tuyết xứng sờ, bối rối. Cô không biết mình có nên tin sở bắc không, nếu thua cược thì sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng con gái của cô sở bắc mày thật sự muốn chống đối lại tao có phải không thấy mình bị phớt lờ một lần nữa la huy nổi khùng lên một tên phế vật mà lại dám coi thường hắn ư điều này đối với hắn mà nói chính là một sự sỉ nhục một tên phế vật như mày làm chó cho tao còn không xứng thì có tư cách gì mà cướp phụ nữ với cậu chủ tao đây la huy lạnh lùng nhìn chằm chằm sở bắc lại chuyển sang nhìn lạc tuyết ánh mắt càng thêm nham hiểm cùng căm phẫn còn con tiện nhân nhà cô chỉ là hàng dùng lại mà thôi, ông đây có thể để mắt tới cô chính là vinh hạnh của cô đấy, có hiểu không hả? Thế mà cô lại không biết tốt xấu, cô tưởng rằng ông đây thực sự để mắt tới cô hả? Có tin là ông đây tìm trục thằng ăn mày chơi cô cho đến chết hay không? Chỉ là một con chó cái đĩ thoá mà thôi, đáng đời con gái cô chết vì bệnh tật. Dám đắc tội với ông đây à, các người mà cũng. La Huy chỉ vào mũi hai người như một con điên, càng mắng càng khó nghe hắn hoàn toàn không để ý nhiệt độ của cả khách sạn càng ngày càng thấp bầu không khí lạnh lẽo hơn sở bắc đứng tại chỗ không giận không kêu ánh mắt trống rỗng toát ra vẻ lạnh lùng ồn ào quá nói rồi anh chậm rãi giơ tay phải lên dùng cây gậy trong tay quét nhẹ qua chỗ la huy xoẹt dường như có một tia chớp xoẹt qua giọng của la huy đột một dừng lại sau đó máu trào ra từ miệng la huy như mưa một cái lưỡi đỏ tươi cũng cùng phun ra. Phụt phụt phụt, La Huy lập tức mở to mắt, hắn muốn hét lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ. Cơn đau dữ dội khiến hắn nằm lăn ra đất, bịt miệng lại. chương 7, tôi chọn giúp cô. Đồ xúc sinh, mày, mày dám làm con tao bị thương. La Vạn Sơn nhìn sở bác với đôi mắt đỏ ngầu, chán nổi đầy gân xanh. Giọng nói lạnh lẽo mà khàn đặc, thể hiện cơn thịnh nộ trong lòng ông ta. Mày cắt lưới con tao, hôm nay tao phải xẻo từng miếng thịt trên người mày. La Huy là con độc đinh của ông ta, giờ đây lại trực tiếp trở thành kẻ tàn phế. La Vạn Sơn sao có thể không nổi giận chứ? Đây là cái giá phải trả. Với việc này, Sở Bác vẫn giữ vẻ mặt như thường, giọng điệu thong dong. Còn về ông? Trong lúc nói, Sở Bác ngừng một lát, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía La Vạn Sơn. Không biết tại sao, La Vạn Sơn bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ trên người đồng thời dựng ngược hết cả. Sau cặp kính dâm, ánh mắt sở bắc như vực sâu, chỉ nhìn một cái là không thể kiểm soát nổi chính mình. Có vẻ đến cả linh hồn cũng sẽ chìm vào đó. Thằng danh này hơi kỳ lạ. La Vạn Sơn sợ đến mức vội vàng nhìn sang chỗ khác, mà sở bắc cũng lại lần nữa cất tiếng, còn về ông, cút đi cùng với xính lễ của ông đi. Cho ông 5 phút, nếu còn không cút thì ở lại mãi mãi đi. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại như ý chỉ của thượng đế, không hề có ý định thương lượng gì cả. Đây là mệnh lệnh, hoặc là cút hoặc là chết, không có lựa chọn thứ ba. Mày! Đồng tử La Vạn Sơn trợn to, cả gương mặt bỗng chốc đỏ rực, tiếp đó là tái mét. Ông ta không ngờ được một thằng ở rể vô dụng còn con của nhà họ Lạc vậy mà dám ăn nói ngông cuồng với gia chủ nhà họ La như ông ta nhưng việc khiến ông ta bất ngờ hơn nữa là trong lòng ông ta vậy mà lại nảy sinh chút sợ hãi khó hiểu dường như không làm theo lời sở bác nói thì sẽ có việc rất đáng sợ xảy ra thật mà các khách khứa có mặt đã mắt chữ a mồm chữ o từ lâu ai cũng há hốc miệng cứ như gặp ma vậy trong mắt họ la vạn sơn không những bị một gã ở rể còn con đe dọa mà lại còn không dám cự lại quả thực không thể tưởng tượng nổi người họ sở này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà dám nói lời này chứ. Còn lạc tuyết ở bên cạnh sở bắc thì lại có biểu cảm càng rối rắm hơn. Người đàn ông trước mặt mặc dù là bố của con gái cô, nhưng cô lại hoàn toàn không biết sở bắc đến từ đâu, điều kiện gia đình thế nào, có anh chị em gì không. Thậm chí 10 phút trước cô còn không biết tên của sở bắc. Nhưng nghĩ lại kiểu người có thể ở rể 5 năm ở nhà họ lạc, mặc cho người ta đánh mắng, không dám cãi lại, địa vị còn không bằng con chó thì có tiền đồ gì chứ. Chỉ e là cũng chỉ biết khua môi múa mép thôi. Nghĩ đến đây, lạc tuyết nhắm chặt mắt, không kiềm được mà rơi lệ. Chút hy vọng xuất hiện trong lòng vụt tắt hoàn toàn. Cô thà rằng sở bác chưa từng xuất hiện còn hơn. Nếu như vậy dù bản thân không thể có được hạnh phúc thì ít nhất con gái cô có thể sống hết quãng đời con lại thật bình an. Nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Sở bác ơi sở bác, anh lẽ nào thực sự là sao trổi trong số phận tôi? Sở Bắc, cậu biết mình đang làm gì không? Đến lúc này rồi, Lạc Vinh Quang cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Mặc dù mặt mày bình thản, giọng nói vững vàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra được trong lòng ông ta đang tích tụ cơn giận mút trời. Sự xuất hiện của Sở Bắc đã làm rối loạn hết kế hoạch của ông ta. Đừng có quên, số phận cả nhà các cậu đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, tôi cho các cậu sống thì các cậu được sống, nếu tôi muốn các cậu chết thì chắc chắn các cậu không sống được. Còn con gái cậu nữa, không có sự đồng ý của tôi thì nó chỉ có thể chờ chết trong viện. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kỹ việc đối đầu với tôi sẽ có kết cục gì. Lạc Vinh Quang có vẻ tức đến mức hồ đồ thật rồi, không hề bận tâm còn các khách khứa trong sảnh và chủ tịch thành phố cùng với gia chủ hai gia tộc lớn. Lời nói ra khiến Lạc Tuyết và Chu Cầm vô cùng sợ hãi. Họ biết Lạc Vinh Quang chắc chắn nói được làm được. Đúng thế, La Vạn Sơn tiến lên trước một bước lạnh lùng nhìn sở bắc, sở bắc, hôm nay có chủ tịch thành phố Chu và ông Lý, mày đừng hòng làm càn. Mày phải biết quấy nhiễu họ là tội lỗi to lớn thế nào chứ? Đừng nói một tên vô dụng như mày, kể cả mày dùng cái mạng hèn mọn của cả nhà bọn mày cũng không gánh nổi. La Vạn Sơn trực tiếp lôi nhóm Chu Minh Hạo ra. Ba nhân vật lớn hàng đầu này cùng đến chúc mừng, nhưng sở bắc lại đến gây rối, há chẳng phải không nể mặt họ sao? Vậy à? Sở bắc ngừng đầu, nắm nặng, không thèm nhìn về phía chu minh hạo ông có thể hỏi thử xem bọn họ dám hỏi tội tôi không cái gì chỉ hai câu ngắn ngủi khiến mọi người có mặt lại lần nữa đờ ra ánh mắt mọi người nhìn sở bắc đều trở nên quái dị một gã ở rể vô dụng nhỏ bé thế mà không coi gia chủ của gia tộc hạng một tân hải và chủ tịch thành phố ra gì việc này sở bắc anh đừng nói nữa lạc tuyết vội vàng kéo gấu áo sở bắc sợ anh lại nói sai nữa trong lòng thì lại càng bất lực hơn. Còn về Chu Cầm, bà ta đã trốn vào sau đám người từ lâu. Dáng vẻ đó dường như chỉ sợ sở bắc liên lụy đến mình. Mà tiếp sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào ba người Chu Minh Hạo, Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn. Họ đều rất tò mò trước sự khiêu khích thế này thì ba nhân vật hàng đầu Tân Hải sẽ có phản ứng thế nào. Quả nhiên, ngay sau đó chỉ thấy ba người đồng thời đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, cùng đi về phía sở bắc có điều biểu cảm trên mặt lại khiến người ta không thể nhìn thấu được ha ha danh con mày toi rồi dù mày có ba đầu sáu tay thì hôm nay cũng chắc chắn phải chết thấy cảnh này la vạn sơn bỗng chốc vui mừng quá đỗi hừ tên ngu ngốc sốt đặc cán mai tự gây nghiệp không thể sống lạc vinh quang hừ lạnh một tiếng bệ vệ xua tay sở bắc giờ tôi tuyên bố hôn ước của cậu và tiểu mai chính thức hủy bỏ từ giờ về sau Cậu và nhà họ lạc tôi không còn quan hệ gì nữa. Nói xong, nhìn về phía lạc tuyết với ánh mắt lạnh băng. Còn cô muốn tàn đời với cậu ta, hay nghe sự sắp xếp của gia tộc cô tự liệu lấy đi? Sóng điệu lạc vinh quang lạnh lẽo, không hề che giấu sự uy hiếp trong lời nói. Nhìn hành động của chu minh hảo và hai người còn lại rõ ràng là định hỏi tội sở bắc. Đồng thời đắc tội ba ông lớn này, hôm nay sở bắc chắc chắn phải chết không chỉ họ mà những người có mặt ở đây đều cho rằng như vậy những người tai to mặt lớn đều rất sĩ diện sở bắc ăn nói hỗn hào trước mặt nhiều người thế này có khác gì muốn chết đâu phi phi thằng danh này không những là kẻ mù mà đầu óc còn có vấn đề ai mà biết được chắc là thanh niên vắt mũi chưa sạch vốn dĩ còn khá thương hại cậu ta giờ xem ra đúng là đáng đời không ít khách khứa thì thầm to nhỏ ai cũng có suy nghĩ riêng vốn chỉ là dự bữa tiệc cưới, không ngờ còn thấy được một màn kịch này. Ông, cháu, cháu. chương 8, đánh ông đấy. Gả hay không gả từ từ rồi nói, nhưng mà, ông nói đúng một điểm. La Vạn Sơn tiến lên một bước, sát khí đằng đằng nói hùa theo. Hôm nay sở bác chắc chắn phải chết. Nói xong, ông ta bỗng nhiên xoay người, chờ đến khi đứng trước mặt ba người Chu Minh Hạo, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười. Ông Chu, ông cứ ngồi xuống, một tên phế vật mà thôi, để la mỗ làm thay là được rồi. Đúng vậy, Vạn Sơn nói không sai. Lạc Vinh Quang cũng vội vàng góp lời, ánh mắt nhìn ba người tràn đầy ý lấy lòng. Một tên phế vật mà thôi, sao có thể để ba vị khách quý đích thân ra tay chứ? Để cho chúng tôi làm là được rồi. Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến ông hài lòng, nhất định sẽ để cho tên phế vật kia phải trả giá đắt. Hai người kẻ sướng người họa, hệt như cho bác. So với dáng vẻ khi dân dậy trách mắng Sở Bắc, quả thật tưởng như hai người khác nhau. Dù sao, ba vị này là nhân vật lớn bình thường ngay cả gặp mặt cũng không có cơ hội. Bây giờ có thể đến tham gia hôn lễ đã là cực kỳ nể mặt hai nhà rồi. Nếu nịnh bợ tốt là có thể trèo lên ba chỗ dựa lớn này, vậy đúng là tương lai sáng lạn. Nói xong, hai người ăn ý nhìn nhau, lần nữa xoay người, hầm hầm nhìn Sở Bắc. "Sở Bắc, bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi." có lẽ tao có thể cho mày được chết đẹp mắt chút nếu tao đoán không sai 4 năm này mày còn chưa từng gặp con gái mày đâu nhỉ nếu mày khiến tao hài lòng có lẽ tao có thể cho con gái mày một con đường sống bằng không tao không ngại cho bố con bọn mày gặp nhau dưới âm tào địa phủ có ba ông lớn chu minh hạo làm chỗ dựa có thể nói hai người tràn đầy tự tin chừng chỉ một tên phế vật mà thôi còn không phải dễ như trở bàn tay xung quanh nơi này lập tức lặng ngắt như tờ một đám khách khứa nhìn về phía Sở Bắc, ánh mắt tràn đầy thương hại. Lạc Tuyết nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng bệch không trông thấy chút hồng hào nào. E rằng Sở Bắc thật sự phải chết ở chỗ này. Con gái đáng thương, có lẽ cả đời cũng không thể gặp được người bố mà cô bé vẫn luôn mong ngóng. Vì sao? Vì sao ông trời muốn tra tấn hai mẹ con chúng tôi như vậy? Chỉ có Sở Bắc vẫn không hề bị lay động. Cộc cộc cộc, cộc. tiếng gậy trúc vang lên không coi ai ra gì đi đến vị trí bên cạnh lạc vinh quang ngồi xuống tư thế sừng sững không động bình tĩnh mà tự nhiên mặc dù không lên tiếng nhưng ý tứ đã rất rõ ràng coi thường coi thường một cách trần trụi đồ đáng chết lạc vinh quang hừ lạnh ánh mắt đằng đằng sát khí người đâu chết hết ở đâu rồi kéo tên phế vật này xuống hung hăng đánh một trận đánh đến chết mới thôi cho tôi la vạn sơn đã mất sạch kiên nhẫn từ lâu vung tay ra lệnh. Nhưng vừa dứt lời, bốp, tiếng tát chói tai lập tức vang vọng xung quanh. Trong nháy mắt, trên mặt La Vạn Sơn nhiều thêm một dấu tay, mà gần như tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, người đánh không phải Sở Bắc, mà lại là Lý Hải Đông. "Lý, gia chủ Lý, ông ông đánh nhầm người rồi." La Vạn Sơn xoa khuôn mặt nóng rát, nhìn Lý Hải Đông lắp bắp hỏi tất cả mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chẳng hiểu ra sao. Đánh sai cái rắm, ông đây chính là đánh ông đấy. Nào ngờ, sắc mặt Lý Hải Đông bỗng nhiên dữ tợt, vậy mà giận dữ chửi tục ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt trợn ngược nhìn La Vạn Sơn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Bên cạnh ông ta, sắc mặt Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn cũng khó coi. Lên lén lén liếc nhìn sở bắc, mơ hồ mang theo kính sợ. Hả, gia chủ Lý, ông, ông đánh tôi làm gì chứ? Về phần La Vạn Sơn, khỏi phải nói ấm ức giường nào. Nếu không phải người trước mặt là gia chủ của gia tộc hạng nhất, chỉ sợ ông ta sớm đã chửi ầm lên rồi. Gia chủ lý, sở bác ở bên kia kìa, ông. Ông cầm miệng lại cho tôi. Lạc Vinh Quang có lòng tốt nhắc nhở, nhưng còn chưa nói hết lời thì đã bị Lý Hải Đông quát lớn, trực tiếp mắng ông ta té tát tơi bời. Ông đây vẫn chưa mù đâu, không cần lắm miệng nhắc nhở. Lý Hải Đông hằn học lườm ông ta, Lạc Vinh Quang sợ hãi lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Nhưng trong lòng lại ấm ức không chịu nổi. Hình như tôi chưa làm gì mà. Đang yên đang lành, vì sao ông lớn này lại tức giận? Mà La Vạn Sơn ở bên cạnh thì hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Đều đã là người hơn 50 tuổi, vậy mà còn bị người ta tát ngay trước mặt nhiều người. Hôm nay, thể diện coi như vứt sạch, nhưng ông ta nghĩ nổ đầu cũng nghĩ không ra vì sao lý hải đông lại muốn đánh mình bọn họ nghĩ mãi không ra những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau thậm chí có không ít người đến giờ vẫn chưa nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ngay sau đó chuyện khiến cho mọi người trợn mắt ngoác miệng xảy ra rồi chỉ thấy người đứng đầu thành phố chu minh hạo đi đầu lý hải đông và trương hồng viễn theo ở phía sau ba người dứt khoát bỏ qua lạc vinh quang và la vạn sơn gần như là chạy chậm đi đến trước mặt Sở Bắc. Trong mắt đều là kính sợ và ngưỡng mộ. "Xin hỏi, ông, ông chính là?" Người đứng đầu thành phố hơi cúi đầu, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Về phần La Vạn Sơn và Lạc Vinh Quang, ngay cả liếc mắt nhìn Sở Bắc cũng không dám. Giờ phút này ông lớn giống như học sinh tiểu học mắc lỗi. Khác nhau một trời một vực với dáng vẻ vừa rồi. "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Thời gian 5 năm đủ để lãng quên rất nhiều thứ ánh mắt sở bắc nhìn thẳng về phía trước giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói một chuyện rất bình thường mà ba người chu minh hạo lại đều tỏ ra rung động ngay sau đó ánh mắt càng thêm cung kính thậm chí mơ hồ mang theo cuồng nhiệt một câu ngắn ngủi của sở bắc không chỉ thừa nhận thân phận của mình mà còn mang một tầng ý nghĩa khác anh không muốn bại lộ thân phận thật thảo nào sở dĩ bọn họ đến đây là vì nhận được lệnh của Thanh Vũ, chúc mừng hôn lễ của thần tướng Trấn Quốc Long Quốc. Đương nhiên, nghĩ lại thì nơi này không chỉ có ba người bọn họ. Gần như toàn bộ quyền quý của Tân Hải đều mang quà cấp quý giá trợ ở bên ngoài. Chỉ là cấp bậc của bọn họ cao nhất, vì vậy lên trước giò đường. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, hôn lễ vốn phải trang trọng nghiêm túc lại biến thành cảnh tượng như thế này. Mà nhìn thấy thái độ của ba boss lớn, toàn bộ đại sảnh khách sạn lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh thậm chí yên tĩnh đến đáng sợ cho dù là khách khứa bên dưới hay là người của nhà họ lạc nhà họ la ngay cả lạc tuyết cũng lập tức ngây người tại sao lại như vậy người đứng đầu thành phố tân hải gia chủ của nhà họ lý và nhà họ trương tùy tiện lấy ra một người thôi cũng đều là sự tồn tại giống như vua một cõi của thành phố tân hải nhưng bây giờ Ba vị lão đại đỉnh cấp lại cung kính với một tên phế vật như vậy. Đây được coi là cái gì? Diễn kịch, nhưng kịch bản này cũng khó tin quá rồi. Đặc biệt là Lạc Vinh Quang, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Lúc trước, ông ta cũng là thấy Sở Bắc không tầm thường, nên có ý nhận Sở Bắc vào nhà ở rể. Chương 9, đừng có mong nghĩ đến. Bầu không khí trong sân lập tức trở nên vô cùng tế nhị. Chỉ có Sở Bắc là không thay đổi tôi không muốn nói lần thứ hai. Một giọng nói bình tĩnh làm cho tất cả mọi người trở về thực tại. Ông còn ba phút, sống hay chết vì ông quyết định. Vụt, sắc mặt la vạn sơn lập tức tái nhợt. Đe dọa, rõ ràng đó chính là đe dọa. Ông ta còn chưa kịp phản bác thì Chu Minh Hảo đã lạnh lùng nhìn sang. La Vạn Sơn, ông không nghe thấy ông Lâm nói gì sao? Mau lấy đồ rồi dẫn người cút khỏi đây. Lý Hải Đông cũng lạnh giọng hùa theo, vẫn còn 3 phút, nếu ông không rời đi thì chúng tôi cũng không ngại thay mặt ông lâm dạy cho ông một bài học đâu mặc dù trương hồng viễn không nói nhưng đôi mắt lạnh lùng của ông ta rõ ràng là đang ở cùng phe với bọn họ ông chu lý gia chủ tôi tôi sắc mặt la vạn sơn tái nhợt cảm thấy dối vô cùng ba người này không phải đến để chúc mừng mình sao nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại giúp cho sở bắc cả rồi ông cái gì mà ông tôi đếm đến người nếu còn không đi thì ông cứ tự gánh lấy hậu quả." Trương Hồng viễn tiến lên một bước rồi nói, không hề tỏ ra chút khách khí nào. "Đừng đừng, bây giờ tôi đi, đi ngay đây." La Vạn Sơn lập tức giật mình, sau đó nhìn về phía người nhà họ La. Ông ta cũng không dám dừng lại, cứ tiếp tục đi ra khỏi khách sạn. Ông ta không thể đắc tội với ai trong ba ông lớn này được. "Đứng lại." Ngay lúc này, Sở Bác mới nhẹ nhàng lên tiếng nó giống như một câu thần chú vậy làm cho bước chân của la vạn sơn lập tức đông cứng lại hoàn toàn không thể bước tiếp được một lớp mồ hôi mỏng vô thức chảy ra trên trán ông ta đưa tên phế vật này đi lâm hạo thiên đứng lên hoàn toàn không nhìn la vạn sơn nhưng ông ta vẫn có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm nếu còn có lần sau tôi sẽ giết cả nhà họ la từng chữ sở bắc nói ra hệt như sấm rền làm cho la vạn sơn hít thở không thông Ông ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn sang Sở Bác với vẻ thù hằn. Sau đó liền cho người đưa La Huy ra khỏi khách sạn, trông chẳng khác nào chó mất nhà. Nhưng ngay sau khi nhà họ La rời đi, khung cảnh náo nhiệt của hôn lễ cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả các khách mời lần lượt nhìn nhau. Họ vốn đến đây để tham dự hôn lễ, nhưng bây giờ chú rể lại trở thành người tàn phế mất rồi. Ngay cả gia đình chú rể cũng bị đuổi ra ngoài đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến một hôn lễ kỳ lạ như vậy còn lạc vinh quang liền ngồi phịch xuống ghế tuy trên mặt không cam tâm nhưng ông ta lại cảm thấy bất lực và nghi ngờ nhiều hơn cuối cùng ông ta cũng hiểu ra được cho dù có là chu minh hạo lý hải đông hay trương hồng viễn tất cả bọn họ đều không phải đến đây để chúc mừng vậy thì tại sao họ lại đến đây chỉ vì sở bắc ư không thể tuyệt đối không thể nhưng dù thế nào đi nữa, thì mọi cố gắng của ông ta lúc này đều trở nên vô ích. Tôi, tôi tự do rồi sao? Lạc Tuyết tự lẩm bẩm. Đột nhiên cô cảm thấy có chút gì đó không thực. Cô vốn nghĩ cả đời mình sẽ bị gia tộc kiểm soát, bị tên cặn bã La Huy đó hủy hoại. Nhưng không ngờ, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, tình thế đã được xoay chuyển. Cô không thể nào tin được. Nhìn thấy dáng người cao giáo điển trai của Sở Bắc Tâm trạng của cô lại lần nữa trở nên hỗn độn, không biết phải nói gì. Lạc Vinh Quang, ông treo đầu dê bán thịt chó, thủ đoạn cũng lợi hại đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến một người làm ông nội độc ác như ông đây. Sau khi xử xong La Vạn Sơn, Lý Hải Đông liền nhìn về phía Lạc Vinh Quang. "Lý gia chủ, tôi." Sắc mặt Lạc Vinh Quang lập tức thay đổi, đang định giải thích thì đã bị Lý Hải Đông cắt ngang. "Được rồi, không cần nói thêm nữa." nếu còn có lần sau, e rằng ông sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Đúng đúng đúng, tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa, tuyệt đối không. Gương mặt già nua của Lạc Vinh Quang trông hết sức khó coi. Ông ta thậm chí còn không dám lau mồ hôi lạnh, chỉ dám gật đầu liên lịa. Còn đâu dáng vẻ của một chủ gia tộc nữa đây? Thấy vậy, Lý Hải Đông mới hử lạnh một tiếng, sau đó nhìn sang sở bác với vẻ tôn kính. Chu Minh Hạo cũng tiến lên một bước, thận trọng nói cậu sở hôm nay cậu chủ dương của tỉnh lỵ đến đây cho nên ở thành phố có tổ chức yến tiệc chiêu đãi cậu xem thử không hứng thú sở bắc nhẹ nhàng lắc đầu về đi vâng chu minh hạo có chút tiếc nuối nhưng ông ta lại không dám nói thêm sau khi cung kính nhìn sở bắc xong ông ta liền rời đi cùng với lý hải đông và trương hồng viễn từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn lạc vinh quang sau khi ba người họ rời đi bầu không khí đè nén lúc này cũng đỡ hơn đôi chút nhưng hầu như tất cả ánh mắt đều đang dán về phía sở bắc bọn họ thầm nghĩ không biết sở bắc có than phận như thế nào ngay cả lạc tuyết cũng không ngoại lệ tiểu tuyết đi thôi lâm hạo thiên đứng dậy đưa tay về phía lạc tuyết thế nhưng lạc tuyết vẫn đứng yên tại chỗ không hề có ý định rời đi con gái cô vẫn đang ở bệnh viện chờ tiền để phẫu thuật nếu bây giờ cô đi thì con gái cô sẽ ra sao cô nghiến răng rồi nhìn về phía lạc vinh quang với vẻ cầu xin nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trong túi đã reo lên cô lấy ra thì thấy người gọi là ngô hằng sắc mặt cũng lập tức thay đổi tiểu tuyết tình trạng của tâm nhi đột nhiên trở nặng rồi phải phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm đã lấy được tiền chưa điện thoại vừa được kết nối đầu dây bên kia liền vang lên giọng lo lắng của một người đàn ông lạc tuyết nghe xong đồng tử lập tức co rút lại sắc mặt thay đổi rõ rệt làm sao lại như vậy được không phải lúc sáng vẫn còn tốt lắm sao em em nói đến đây lạc tuyết lập tức khóc thành tiếng toàn bộ số tiền dành dụm bao năm nay của cô đều lo hết cho con gái cả rồi làm gì còn tiền để phẫu thuật chứ ban đầu lạc vinh quang đã hứa chỉ cần cô kết hôn với la huy ông ta ắt sẽ trả tiền điều trị cho con gái cô nhưng bây giờ tiểu tuyết em cũng biết bệnh của tâm nhi kỳ lạ thế nào rồi mà không thể chắc khi nào có thể tái phát ôi trời em nên lấy được tiền càng sớm càng tốt nếu không thì anh cũng đành bất lực giọng của người ở đầu dây bên kia cũng vô cùng bất lực nói xong liền vội vàng cúp điện thoại lạc tuyết cầm điện thoại trong tay mặt mày tối sầm nước mắt cứ như thế tuôn trào tiểu tuyết con gái em bị bệnh à đừng lo, anh sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất để tiến hành phẫu thuật cho con gái em. Sở bác vô cùng nhạy bén. Ngay khi nghe thấy con gái cô ốm, trái tim anh như co thắt lại. Nhưng Lạc Tuyết lại hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến anh. Cô liền hướng mắt về phía Lạc Vinh Quang, sau đó cầu xin. Ông nội, coi như cháu cầu xin ông, dù sao tâm nhi cũng là cháu cố của ông, con bé chỉ mới 4 tuổi, ông cam tâm nhìn con bé chết như vậy sao? chương 10, con gái bệnh nặng. Ông nội, sắc mặt lạc tuyết lại càng tái nhợt hơn nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ông nội, cháu xin ông, số tiền này coi như cháu mượn của ông, sau này cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại cho ông gấp 10. Con gái lạc vô tâm là tất cả đối với cô. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé thì cô cũng không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Trả, cô lấy gì để trả đây? Dựa vào mấy đồng lương rách nát đó à? hay là dựa vào tên phế vật này? Giọng điệu của Lạc Vinh Quang đầy vẻ khinh thường, không hề có chút cảm xúc nào. Cút đi, Lạc Tuyết, nếu tôi không gật đầu thì cô sẽ không thể lấy được bất kỳ đồng bạc nào ở nhà họ Lạc đâu. Những lời này vừa nói ra, giống hệt như xét đánh ngang tai Lạc Tuyết, trên mặt cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Hai mắt cô trở nên mờ mịt, người đứng không vững, liền ngã nhào xuống đất. Ngay thời khắc mấu chốt, một đôi bàn tay đã kịp thời đỡ lấy eo cô sở bắc không biết mình đã đến bên cô từ lúc nào nhưng anh đã đỡ lấy cơ thể đang ngã nhào của cô tiểu tuyết không cần cầu xin ông ta anh sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất phòng bệnh tốt nhất đảm bảo con gái em không sao anh đảm bảo giọng của sở bắc vô cùng chân thành đây là lần thứ hai anh hứa với lạc tuyết anh nói được thì nhất định sẽ làm được nhưng lạc tuyết vốn đang sợ hãi ngay sau khi nghe thấy liền ngã quỵ xuống đất anh đảm bảo sao anh lấy gì để đảm bảo đây? Anh có biết chi phí phẫu thuật của con bé là bao nhiêu không? Anh có biết con bé bị gì không? Anh không biết gì thì làm sao có thể đảm bảo được? Sở bắc, anh thật làm tôi quá thất vọng. Lạc tuyết lại lần nữa bật khóc, trông vô cùng thương cảm. Những oán hận đối với người đàn ông này suốt 5 năm qua giường như lại lần nữa bùng phát. Tiểu tuyết, tin anh đi. Sọng sở bắc trầm xuống, mang theo cảm giác áy náy. Món nợ 5 năm không thể chỉ một hai câu mà có thể bù đắp được. Sở Bắc sẽ không bao giờ thất hứa, chỉ cần cho anh một cơ hội mà thôi. Anh chỉ cần cơ hội để bù đắp mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn của Sở Bắc, Lạc Tuyết cũng sững ra một lúc. Lý Chí nói với cô rằng người đàn ông trước mặt cô không có gì cả. Anh ta đang nói dối mà thôi. Nhưng giọng nói của người đàn ông này lại vô cùng kiên định. Có gì đó rất tự tin anh ấy là bố của con gái mình đương nhiên sẽ không thể lấy tính mạng con bé ra đùa đúng không được tôi sẽ tin tưởng anh lần nữa tốt hơn hết anh đừng để cho tôi phải thất vọng lạc tuyết lau nước mắt cô không hoàn toàn tin tưởng sở bắc nhưng nào còn lựa chọn chứ cô chỉ có thể hy vọng sẽ có phép màu xảy ra mà thôi được rồi việc không thể chậm trễ thêm nữa chúng ta phải đến bệnh viện ngay thực ra sở bắc còn lo lắng hơn cả cô một là lo cho bệnh tình của con gái hai là con bé đã bốn tuổi rồi nhưng anh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cô bé anh thậm chí còn muốn bay thẳng đến trước mặt con gái mình con gái đang cấp cứu lạc tuyết còn không kịp thay quần áo chỉ khoác đại chiếc áo ngoài rồi vội vàng đưa sở bắc đi khỏi cha đám cưới vẫn chưa kết thúc cô dâu của chúng ta định đi đâu đây sở bắc sao cậu lại ở đây ngay khi cả hai vừa đến cửa đã chạm phải mặt lạc mai và lý nham lý nham vừa đi vừa chỉnh lại quần áo trông vô cùng tự mãn còn khuôn mặt lạc mai lại đỏ bừng ả à ta trông căng tràn quyến rũ giống như vừa mới được dưỡng ẩm xong vậy lúc này cả hai đều đang nhìn lạc tuyết và sở bắc với vẻ kinh ngạc chật chật thằng nhóc cậu còn chưa chết sao còn mặt mũi tới tận đây cơ à da mặt dày như vậy coi như cũng được diện kiến rồi lý nham chặn eo lạc mai lại sau đó dùng ánh mắt khiêu khích miệng cười như không nhìn thấy hai người bọn họ lạc tuyết lập tức nhíu mày cô không hề có chút thiện cảm nào với người chị họ này cho nên cô mới định cúi đầu đi qua nhưng lạc mai lại không chịu để cô đi vẫn đứng chặn ngay đó lạc tuyết gặp mặt nhau còn không chào lấy một câu nếu trở thành bà la rồi thì sẽ coi thường tôi mất nhưng mà hôn lễ còn chưa kết thúc kia mà cô đi đâu thế lạc mai ngạo mạn ngẩng đầu lên nói với vẻ không hề có chút khách sáo nào lẽ nào tìm một tên đàn ông thô tục như này sao? Chẳng lẽ là tên mù hôi thối này à? Chật chật, khẩu vị của cô cũng độc đáo thật đấy. Lạc Mai bày ra vẻ chán ghét, Lý Nham bên cạnh cũng cười hùa theo. Ai mà biết được, chẳng phải một con tiện nhân sẽ hợp với một tên mù hơn sao? Tôi chỉ không biết liệu La Huy đó sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện này nhỉ? Bị cắm sừng trong ngày cưới trọng đại à, nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Cả hai kẻ đánh chống người thổi kèn, mỉa mai không chút kiêng rè. La Tuyết siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức để nước mắt không rơi. Mặc dù cô và Lạc Mai đều là con cái của nhà họ Lạc, nhưng vì bố mất sớm nên cô không được nhà họ Lạc yêu mến. Kể từ khi sinh con ngoài giá thú cách đây 5 năm, cô lại càng trở thành đối tượng bị nhà họ Lạc coi thường. Và Lạc Mai chính là một trong số đó, thậm chí còn là người quá đáng nhất. Còn cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Mấy năm qua, cô cũng đã quen với điều đó bây giờ bệnh tình của con gái cô mới là quan trọng nhất mẹ kiếp con tiện nhân không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô sao điếc à nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng sự nhẫn nhịn của lạc tuyết lại đổi lấy những lời nói càng quá đáng hơn của lạc mai chật chật tôi nghĩ con nhỏ này đã bị cậu chủ la bỏ rồi nhỉ nhưng cũng đúng thôi một con quá phụ hôi hám còn mang theo con riêng thì vào nhà họ la được mới là lạ trên mặt Lý Nham tràn đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy, nhưng cũng có một vài con tiện nhân không được dạy dỗ đàng hoàng, nên phải dạy dỗ lại cho tốt mới được. Lạc Mai tỏ ra trịch thượng, ánh mắt đầy sự thâm độc, vừa nói vừa tát vào mặt Lạc Tuyết. Tôi lấy thân phận làm chị, hôm nay tôi phải dạy cho cô biết thế nào là lễ độ. Đối mặt với cú tát này, Lạc Tuyết vô thức nhắm mắt lại, sắc mặt hết sức khó coi. Năm năm bị áp bức khiến cô đã quen với việc không phản kháng, mà chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng sau một lúc, cơn đau như cô nghĩ lại không hề ập đến. Lạc tuyết chố mắt ra ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn thấy bàn tay phải của Lạc Mai đang cách mình vài cm. Nhưng không thể nào tiến gần lại nữa. Sở bắc đứng ở phía trước chống tay phải, còn tay trái lại đang bắt lấy tay của Lạc Mai. Gương mặt anh bình thản nhìn ra phía xa, không hề có chút lay động. Sở Nam, tên khốn, mày dám ngăn tao à? Lạc Mai trợn to hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sở bắc, lập tức chửi mắng. Tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi phải không? Năm năm qua, mày ăn bám nhà tao, ở nhà tao, mày cũng chỉ là một con chó gia đình tao nuôi mà thôi. Hôm nay mày còn dám cản tao à, làm phản rồi đúng không? Thằng súc sinh, nếu mày còn không thả tao ra, tao. Bốp, một âm thanh giòn giã vang lên. Giọng của Lạc Mai lập tức dừng lại. Sau đó cả người ả à xoay ba vòng rồi ngã nhào xuống đất. Trên má phải hiện lên vết tát đỏ như máu rất rõ ràng, trông vô cùng đau đớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 11, mặt người giả thú. Bốp. Tuy nhiên, ả à ta vừa dứt lời. Sở Bắc tùy ý vẫy vẫy tay, sau đó lại tát vào mặt ả à lần nữa. Cái tát này còn nặng hơn lần trước. Lạc Mai bị tát ngã xuống đất với bộ dạng nhếch nhác, máu chảy ra từ khóe miệng đôi mắt càng đỏ như máu trong lòng cảm thấy cuồng loạn nhưng cơn đau quá dữ dội khiến ả ta không nói thêm được lời nào chưa nói đến lạc tuyết ngay cả lý nham cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng sở bắc trước giờ luôn nghe theo lạc mai đánh cũng không đánh trả chửi cũng không cãi lại nhưng bây giờ có chuyện gì thế này có phải mặt trời đang ló dạng ở phía tây đây chỉ là cảnh cáo dưới sự kinh ngạc của mọi người sở bắc liền lên tiếng giọng điệu lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh ngay lập tức nếu còn có lần sau tôi không ngại cắt lưới của cô đâu chấm than cùng với đôi mắt trống rỗng của sở bắc dù là lạc mai hoặc lý nham cũng đều chỉ cảm thấy mình như bị bao bọc bởi một cái lồng lạnh lẽo dường như chỉ cần nói thêm một lời sở bắc sẽ thật sự làm theo lời anh nói tiểu tuyết đi thôi sở bắc xoay người đi ra khỏi khách sạn trước lạc tuyết vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Lạc Mai, nghiến răng đi theo. Cộc cộc cộc, khi âm thanh của chiếc gậy trúc biến mất, Lạc Mai mới dám điên cuồng gầm lên. Tên mù chết tiệt, dám đánh tao ư? Còn con chó cái kia, sớm muộn gì tao cũng phải đuổi mày ra ngoài. Lạc Mai trông như một con quỷ, với đôi má sưng phồng như một chú chuột đồng, trông rõ là buồn cười. Ông ơi, vừa rồi ông có nhìn thấy cảnh đó không? Ông phải làm chủ cho cháu. Nhìn thấy Lạc Vinh Quang, lạc mai thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa ông ơi cháu không biết đâu cháu muốn đuổi cổ đôi gian phu dâm phụ đó ra ngoài đường cho chúng nó làm ăn mày trên đường cháu muốn cháu im đi tuy nhiên ả à ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị lạc vinh quang thiếu kiên nhẫn cắt ngang nhìn bộ dạng cháu bây giờ xem cháu cho rằng nhà họ lạc ta còn chưa đủ mất mặt sao cút ra ngoài đi chuyện của hai đứa nó ông tự biết xử lý vâng đối mặt với lạc vinh quang nghiêm khắc cho dù lạc mai không muốn ả à cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng sự hận thù đối với sở bắc và lạc tuyết đã lên đến đỉnh điểm tên mù đáng chết tên khốn chết tiệt chúng mày cứ đợi đó mà xem nếu tao không cho bọn mày biết tay thì tao không phải họ lạc bác tài phiền bác lái xe nhanh hơn một chút chúng tôi phải đến bệnh viện có việc gấp lạc tuyết và sở bắc rời khỏi khách sạn nhanh chóng bắt taxi, chạy đến bệnh viện số 1 của thành phố Tân Hải. May mà nó cách đây không xa, chỉ mất 15 phút nếu không bị tắc đường. Chỉ là nghĩ đến việc con gái mình bây giờ còn không biết sống chết ra sao, ngay cả chi phí phẫu thuật còn chưa gom đủ. Trái tim của Lạc Tuyết lúc nào cũng như muốn bắn ra ngoài. Đôi mắt cô đỏ hoe, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận được tâm trạng buồn khổ của Lạc Tuyết, Sở Bắc không biết làm sao để thuyết phục cô trước đó rất lâu, anh đã yêu cầu Thanh Vũ đi chuẩn bị. Bác sĩ tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Bệnh của con gái anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng những điều này, giờ này anh vẫn chưa thể nói ra. Em yên tâm, sẽ ổn thôi. Do dự một hồi, sở bác mới nói ra câu này. Lạc tuyết liếc nhìn anh một cái, không nói gì và quay đầu đi. Két, tiếng phanh thô bạo khiến cơ thể lạc tuyết cũng rung lắc theo nếu sở bắc không kịp thời kéo cô chán cô đã va vào ghế ngồi trước mặt có chuyện gì vậy lạc tuyết giật mình nhìn lên thì thấy trên con đường bốn làn rộng thênh thang không có lấy một chiếc xe cũng không có đèn giao thông nhưng chiếc taxi dừng lại đột ngột con đường phía trước đã bị phong tỏa có lẽ chúng ta phải đi đường vòng giọng nói bất lực của người tài xế vang lên từ trên ghế lái lạc tuyết chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra nhưng vài người đàn ông to lớn vạm vỡ mặc vest đen đã ập đến không thấy phía trước có thông báo sao đường này bị phong tỏa rồi mau đi đi mau đi đi mấy người đàn ông to lớn trông rất nổi loạn họ không nói câu nào đã bắt đầu đuổi người bị phong tỏa sao lại phong tỏa chúng tôi thực sự có chuyện rất gấp có thể cho chúng tôi qua trước được không nghe thấy bảo đường bị cấm lạc tuyết dối lên đây là con đường nhanh nhất để đến bệnh viện thành phố nếu đi đường vòng thì nhanh nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi. Cô con gái vẫn đang nằm trong bệnh viện chờ mẹ đến cứu. Dù chỉ hơn một phút nữa thôi, cô cũng không thể trì hoãn được nữa. Cho qua cho qua, qua cái rắm, cô bị mù hay bị điếc hả? Không nhìn thấy cấm đường hay sao? Mau cút đi. Nhưng trước yêu cầu của Lạc Tuyết, đám đàn ông vạm vỡ đó không hề tỏ ra nao núng. Ngược lại nói chuyện ngày càng khó nghe. Cho mấy người 5 phút đồng hồ, mau cút đi. Nếu không, ông đây sẽ đập nát xe ra đấy. Đúng vậy, cũng không nhìn lại mình xem có thân phận gì. Hôm nay con đường này chỉ có cậu chủ Dương mới được đi, những người khác đừng mơ. Đám người đó mắng mỏ tía lia, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của họ. Vừa hay có thể dùng từ cầm thú để hình dung họ. Còn Lạc Tuyết thì vô cùng lo lắng, cô biết họ chắc chắn không phá lệ, cô không kìm được, nước mắt lại lã trá tuôn rơi. Mấy anh, xem như tôi cầu xin mấy người, con gái tôi còn đang ở trong bệnh viện chờ tôi đến cứu mạng, các người cho tôi qua đi. Giọng điệu của Lạc Tuyết như cầu xin, kèm theo một tiếng khóc. Thấy mấy người đó vẫn không động tính gì, cô thậm chí còn có ý định sẽ quỳ xuống cầu xin. Mấy anh, tôi xin quỳ xuống lại các anh, cầu xin các anh cho con gái tôi một con đường sống, cầu xin các anh. Nói rồi Lạc Tuyết ra khỏi xe định quỳ lại đám người đó đám đàn ông mặc vest này nhìn thấy lạc tuyết, mắt họ sáng lên. Chật chật, vừa rồi không nhận ra cô gái lại xinh đẹp thế này. Cái gì mà cô gái, là thiếu phụ, thiếu phụ đó hiểu chưa? Chật chật, thân thể này, khuôn mặt này, nếu lên giường. Đám người ông một câu tôi một câu bình phẩm lạc tuyết. Vẻ thèm muốn trong mắt họ dường như chẳng hề che giấu. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Lúc này, đôi mắt chẳng hề kiêng rẻ đang xăm soi đánh giá lạc tuyết. Này, cô gái nhỏ trông khá xinh xắn đó, nếu đã như vậy thì cô có thể qua. Thật sao, lạc tuyết lập tức vui mừng khôn xiết và định cảm ơn hắn ta, nhưng người đàn ông đột nhiên trừng mắt. Đương nhiên là thật, nhưng có một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện gì, lạc tuyết hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút không hiểu. Đừng lo, chỉ là một điều kiện nhỏ thôi. Người đàn ông mắt sáng lên, ánh mắt hào đói. Chỉ cần em lên xe của anh chơi với anh một lát thì anh sẽ để em qua. Thế nào, rất đơn giản phải không? Ông, không biết liêm sỉ. Nói đến đây rồi, Lạc Tuyết còn có gì mà không hiểu nữa chứ? Chương 12, núi thây biển máu. Đám đàn ông lực lưỡng phía sau cũng cười theo. Đúng vậy, anh hổ của chúng tôi đối xử với phụ nữ rất dịu dàng đó. Anh hổ, lát nữa nhẹ nhàng chút nhé, các huynh đệ sẽ canh gác cho anh. Hê hê chỉ cần anh hổ để lại cho chúng em ít cơm thừa canh cặn là được anh em không kén cá trọn canh đâu ha 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 ngôn ngữ tục tíu của đám người đó khiến khuôn mặt của lạc tuyết trở nên vô cùng khó coi giống như một con cừu đã kề miệng hổ chỉ có thể mặc cho chúng làm gì thì làm anh hổ nuốt nước miếng rõ ràng đã mất kiên nhẫn lắm rồi hắn vung tay rồi túm lấy lạc tuyết về phía mình tao khuyên mày tốt nhất đừng có làm như vậy chính lúc này giọng nói lạnh như băng khiến anh hổ giật bắn mình. Quay đầu lại, liền thấy sở bắc mặt không hề cảm xúc tựa vào chiếc gậy, chậm rãi bước xuống xe. Thằng mù, một thằng tàn phế, cút ra xa cho ông, đừng làm phiền ông đây làm việc. Anh hổ liếc nhìn sở bắc với vẻ khinh thường, hoàn toàn không coi anh ra gì. Ánh mắt rực lửa dán chặt vào lạc tuyết, tay phải của hắn nóng nảy trồm về phía lạc tuyết. Người đẹp, ngoan ngoãn đi cùng anh trai đi, tuy rằng anh đây không thích dùng vũ lực, nhưng cũng không ngại thử trò mới đâu. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Tuyết nhắm mắt tuyệt vọng. Trước khi bệnh tình của con gái còn chưa được giải quyết, tự cô cũng đã không thể tự bảo vệ mình trước được, lẽ nào đây là số mệnh của cô hay sao? Xoẹt, âm thanh kỳ lạ xen lẫn tiếng gió. Rắc, tiếng xương gãy khiến da đầu người ta râm ran. Tiếp đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Á, à, tay của tao, tay của tao. Á! À. Cánh tay phải của anh hổ vốn đang xuân tình phơi phới bỗng nhiên bị gãy hoạt xuống. Cơn đau dữ dội gần như làm biến dạng các đường nét trên khuôn mặt hắn. Hắn nắm lấy bàn tay phải bị què của mình, lăn trên mặt đất, hét lên trói tai. Chuyện này, lạc tuyết mở mắt ra, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bất giác nhìn sang sở bắc, là anh làm sao? Anh hổ, anh hổ. Đám đàn ông lực lưỡng kia cũng đầy vẻ bối rối họ chỉ thấy rằng dường như có một chiếc bóng vụt qua và sau đó đại ca của họ liền trở nên như thế này lại nhìn sang sở bắc trên mặt anh vẫn không chút biểu cảm dường như anh không hề cử động có lẽ nào người đàn ông mù này thực sự đã động tay động chân thằng mù là mày đánh anh hổ của chúng tao phải không gan mày cũng không nhỏ đấy nhỉ hư không quan trọng có phải nó hay không cứ bắt lấy nó đã dám đánh gãy tay anh hổ Chúng ta phải chặt đứt hết ngũ chi của nó." Một người đàn ông lực lưỡng xoa xoa tay rồi hùng hổ đi về phía Sở Bắc. Sở Bắc, khuôn mặt của Lạc Tuyết vẫn khó coi như vậy. Sở Bắc gầy gò như vậy, mắt lại không nhìn thấy gì, sao là đối thủ của đám đàn ông cường tráng này chứ? Cô muốn nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng người tài xế taxi cứ cúi gằm mặt như thể không liên quan gì đến ông ta. Ông ta không bỏ họ chạy đi đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó, chuyện điều khiến cô choáng váng đã xảy ra. Khi nắm đấm của người đàn ông lực lưỡng sắp đáp xuống người sở bắc, anh liền chuyển động tay phải của mình. Cây gậy trên tay anh đâm thẳng vào người đàn ông. Không lệch một ly nào, chiếc gậy đâm thẳng vào miệng của người đàn ông đó. Miệng thối quá thì không tốt đâu nhé. Giọng điệu sở bắc bình tĩnh, tay hơi dùng sức một chút. Tinh tinh tinh, âm thanh giống như sự va chạm của những quả bóng thép, răng của người đàn ông lực lưỡng này lập tức rơi xuống, miệng hắn đầy máu. Thậm chí không thể nói thêm được lời nào. Hắn chỉ có thể bụng miệng và hét lên trong đau đớn, trông hắn giống như một con quỷ hút máu, khiến cho người ta nhìn thấy mà run cả người. Tên nhãi này lạ quá. Hai người liên tiếp bị đánh gục trong chốc lát, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ba người còn lại nuốt nước bọt ừng ực. Ánh mắt họ nhìn sở bắc giống như đang nhìn Diêm Vương họ không nói thêm lời nào mà quay lưng bỏ chạy đứng lại sở bắc lại nói chỉ hai từ mà giống như đến từ địa ngục nó khiến cả ba người đàn ông đều cảm thấy lạnh cả người không thể cử động được nữa làm sai nói sai cuối cùng cũng sẽ phải trả giá sở bắc quay đầu nhìn họ với ánh mắt trống rỗng giống như nói một cái gì đó rất bình thường mày mày muốn làm gì chúng tao chúng tao là người của cậu chủ dương đấy một người trong số họ lắp bắp cho dù nhắc đến chỗ dựa phía sau lưng của mình nhưng vẫn sợ hãi đúng 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 chúng tao là người của cậu dương mày không thể động vào chúng tao được nếu không cậu chủ dương sẽ không tha cho mày đâu lúc này anh hổ gắng nhịn lại cơn đau và đứng dậy có điều ánh mắt nhìn sở bắc gần như muốn phun ra lửa nhóc con mày tàn đời rồi mày chết chắc rồi phía sau lưng chúng ta là cậu chủ Dương Văn Thiên của gia tộc họ Dương ở tỉnh thành đó. Cậu chủ Dương tới Tân Hải là vinh hạnh của toàn bộ Tân Hải chúng ta. chặn một con đường thì có là gì? Cho dù là người đứng đầu Tân Hải cũng phải ra đón tiếp. đừng nói con gái mày sắp chết, cho dù cả nhà mày sắp chết cũng đừng mong đi qua được con đường này. nếu như lịch trình của cậu chủ Dương bị chậm trễ, cho dù cả nhà mày chết hết thì cũng không thể để bị chậm được. Anh Hổ nhấn nhá từng chữ một giọng điệu hung dữ. Nghĩ đến có cậu chủ Dương làm hậu thuẫn, hắn càng thêm vững vàng. Lạc tuyết nghe vậy, khuôn mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Họ Dương ở tỉnh Lị là một trong những gia tốc lớn nhất ở tỉnh. Chuyện cậu chủ Dương hôm nay đến Tân Hải là chuyện mà ai ai cũng biết. Nhưng bây giờ, sở bác lại ra tay đánh người của cậu chủ Dương. Thôi xong, phen này chết thật rồi. Sở bác, mày đã gây họa lớn rồi có điều sở bác trông vẫn cứ như không. Khuôn mặt anh tĩnh lặng chưa từng có. Nói xong chưa? Anh hổ hơi sừng sốt, chẳng lẽ thằng quê mùa này không biết danh tiếng của cậu Dương? Anh hổ tỏ ra khinh thường và định giải thích, nhưng sở bác lắc đầu. Danh con, ý mày là gì? Hả? Anh hổ đang định tra hỏi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt của sở bác. Bốn mắt nhau, hắn liền ngẩn người ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng ngay cả cơ thể hắn cũng run lên phía sau kính dâm hắn không nhìn thấy ánh mắt của sở bắc cũng không nhìn thấy lỗ thủng thay vào đó tôi thấy một biển xác chết và máu vô tận kẻ địch tan vỡ sông núi tan tành vô số người đang chiến đấu mặt đất đầy dãy tứ chi đứt lìa máu động thành sông nhuộm đỏ cả bầu trời hốc mắt sâu thẳm giống như địa ngục màu máu vô tận nhưng nó không phải là địa ngục nó không phải là tưởng tượng đó là thực tế, thực tế mà sở bắc đã trải qua. May may may, đồng tử anh hổ giãn ra, vẻ kinh hãi trên mặt không thể nào che giấu được. Hắn chỉ vào sở bắc, nhưng cơ thể hắn không ngừng lùi lại. Hắn ngồi bệt xuống đất rồi lẩm bẩm một mình. Đồng tử của hắn mở to, lập tức mất đi thần thức. Ngu ngu ngơ ngơ giống như chậm phát triển trí tuệ. chương 13, thế thì đã làm sao? Phục, ba tên đàn em quỳ xuống trước mặt sở bắc cơ thể họ run lên, đầu cúi dạp trên mặt đất. Khác hoàn toàn với vẻ hống hách trước đó. Tôi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thực sự biết sai rồi, cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi. Nhà chúng tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Chỉ vì phải kiếm miếng ăn, thực sự là không dễ dàng gì. Chuyện này, chuyện này đều là do cậu chủ Dương kêu chúng tôi là. Đúng, đều là lệnh của cậu chủ Dương, không liên quan gì đến chúng tôi ba người nước mắt nước mũi ròng ròng tiếp tục quỳ lại xin tha dập đến chảy máu đầu cũng không dám dừng lại sở bắc lắc đầu không thèm nhìn thêm lấy một cái anh quay lại và đến chỗ lạc tuyết đến tận lúc này lạc tuyết mới định thần lại và nhìn sở bắc với vẻ mặt kỳ lạ cảnh tượng vừa rồi ngay cả cô cũng không thể ngờ tới được lúc này trong lòng cô đột nhiên có cảm giác sở bắc trước mặt mình rất bí ẩn bí ẩn đến nỗi ngay cả cô cũng không thể nhìn thấu được nhưng vừa định hỏi, sở bắc đã lắc đầu trước. Lên xe đi, mọi chuyện giao cho anh. Lạc tuyết xứng sờ một lúc, giọng nói của sở bắc mang đến cho cô một cảm giác rất yên tâm, rất tự tin. Không hiểu vì sao mà cô cứ thế bước lên xe như ma xui quỷ khiến. Thấy vậy, sở bắc mới lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Nói với Chu Minh Hảo, trong 5 phút nữa, tôi không biết ông ta dùng cách gì, dọn sạch đường đến bệnh viện thành phố cho tôi. Rõ, giọng nói cung kính của thanh vũ từ đầu dây bên kia truyền đến. Cúp điện thoại xong, sở bác lại lên xe taxi. Hai, hai vị, phía trước có lẽ cũng bị phong tỏa, hay là chúng ta đi đường vòng. Tôi đảm bảo, trong vòng một giờ nhất định sẽ đưa hai người đến bệnh viện thành phố. Người lái xe run lên, anh ta cũng không dám dây vào người dũng mãnh như vậy. Không cần, sở bác nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục, đi về phía trước. Nhưng... Người lái xe cười gượng, nhưng nhìn Sở Bắc với vẻ mặt vô cảm trong gương chiếu hậu. Chỉ có thể nghiến răng và tiến về phía trước. Ở đầu kia con đường thì sôi động hơn hẳn. Một chiếc may Maybach mới tinh đậu giữa đường. Một thanh niên khoảng 25 tuổi đang ngồi trong chiếc xe đó. Người thanh niên này mặc trang phục đơn giản của chê và để tóc ngắn, trông rất điển trai. Chỉ là ánh mắt kiêu ngạo không hòa hợp với vẻ ngoài của hắn hai bên là những chiếc Audi A8 xếp gọn gàng, biển số xe nối liền nhau. Cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước ra là Chu Minh Hạo, người đứng đầu thành phố. Phía sau ông ta là các nhà lãnh đạo của thành phố Tân Hải. Ha ha, thật vinh dự cho thành phố Tân Hải khi được cậu Dương ghé thăm. Chu Minh Hạo mỉm cười và sải bước đến chỗ chiếc may bách. Dương Xuyên, cậu chủ của nhà họ Dương ở tỉnh Lị. Họ Dương là một gia tộc hạng nhất ở tỉnh Lị, có nhiều ảnh hưởng trong giới kinh doanh lẫn chính trị. Đừng thấy Dương Xuyên này chỉ là một cậu nhóc, hắn là con trai duy nhất của nhà họ Dương, đương nhiên có thể đại diện cho nhà họ Dương. Hơn nữa, một số dự án lớn ở thành phố Tân Hải còn cần sự đầu tư từ gia tộc họ Dương. Nếu không phải vì lẽ đó, Chu Minh Hạo đã không đích thân đến đón hắn. Vinh hạnh thì không dám, có điều mấy người đã bắt tôi phải đợi ở đây cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Có phải là các người xem thường Dương Xuyên tôi không? Tuy nhiên, người đứng đầu thành phố đích thân đến đón mà Dương Xuyên vẫn không có ý định xuống xe. Hắn châm một điếu thuốc, với giọng điệu hờ hững. Chuyện này, cậu Dương nói đùa rồi, vừa xong tôi có chút việc nên. Ánh mắt Chu Minh Hảo đanh lại một lúc, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng vẫn cố gắng kìm lại. Tất nhiên, cái gọi là chút việc đương nhiên là đi dự đám cưới của sở Bắc. Có điều trên đường đi gặp chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cậu Dương, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời cậu rời bước, chúng ta có thể trò chuyện với nhau trong buổi tiệc. Chu Minh Hạo làm động tác mời, nhưng giọng điệu đã không còn nhiệt tình như trước. Dù sao thì, Dương Xuyên cũng chỉ là một cậu nhóc. Nếu không phải e rè thực lực của nhà họ Dương, một ông trùm một phương như ông ta cũng đâu đến mức phải khom lưng uốn gối như vậy. Nhưng nếu Dương Xuyên không biết điều, Chu Minh Hạo sẽ không ngại dạy hắn ta cách cư xử. Tiệc rượu, chỉ là một tân hải nhỏ nhoi, ngay cả khách sạn 6 sao cũng không có thì có bữa tiệc hay ho gì được cơ chứ. Dương Xuyên nói với vẻ chán ghét, sau đó cười một cách tinh nghịch. Thôi được rồi, nếu như các người đã nhiệt tình như vậy thì thiếu ra tôi đây sẽ nể mặt vào trong ngồi chút vậy. Được, cậu chủ Dương, đi thôi. Thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn như vậy, nụ cười trên miệng Chu Minh Hạo lập tức biến mất, giọng điệu cũng nhạt dần. Vừa định lên xe, liền nhìn thấy thư ký đang cầm điện thoại di động, vội vàng đi tới châu tiên sinh ông có điện thoại chu minh hạo cau mày xua tay tắt đi có chuyện gì để về rồi nói tuy nhiên thư ký nở một nụ cười gượng gạo lời nói cũng gượng gạo chu tiên sinh là là người đó gọi tới ạ à? cái gì chu minh hạo giật bắn mình vội vàng bắt máy nhìn thấy số điện thoại người gọi đến sắc mặt ông ta tái nhợt vội vàng ấn nút trả lời thưa cậu đúng vậy là tôi, Chu Minh Hạo đây. Được được, cậu yên tâm, không quá 5 phút đồng hồ, tôi đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng khi cúp điện thoại, trên trán Chu Minh Hạo đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Khi nhìn về phía con đường bị phong tỏa, khuôn mặt ông ta cũng chìm hẳn xuống. Ai làm vậy? Ai chặn đường này lại hả? Không có lệnh của tôi mà dám tự phong tỏa đường lại, định làm phản hả? Thực ra trước đó chu minh hảo đã nhìn thấy con đường bị chặn chỉ giả vờ như không biết mà thôi nhưng bây giờ điều này lại gây ảnh hưởng đến sở bắc đó không phải là một vấn đề nhỏ nhìn thấy cảnh này nhiều người thất thần nhìn nhau họ thầm nghĩ vừa rồi vẫn còn ổn sao bây giờ đột nhiên lại trở mặt vậy là tôi chặn đó một giọng nói hờ hững vang lên dương xuyên bước ra khỏi xe nhìn chằm chằm vào chu minh hảo hình như ông có ý kiến hả sắc mặt chu minh hạo trầm xuống nhưng vẫn cố kìm nén lửa giận trong lòng cậu dương đây là con đường chính ở trung tâm thành phố tân hải không thể tùy tiện phong tỏa được cậu xem vậy thì đã sao dương xuyên ngắt lời ông ta hắn giang rộng hai tay với vẻ thờ ơ tôi có thể đến thành phố thôn quê nhỏ bé này đã là nể mặt các người lắm rồi phong tỏa có một con đường đâu phải là chuyện gì to tát chứ hắn nói dứt lời Chu Minh Hạo tức giận đến mức hận một nỗi không tát được vào mặt hắn ngay tại chỗ. Lúc bình thường, con đường bị phong tỏa thì cũng không làm sao cả. Nhưng không may là nó lại khiến hành trình của sở bắc bị trì hoãn. Nếu người đó nổi giận, đừng nói là cậu chủ ngớ ngẩn này, ngay cả nhà họ Dương cũng không thể chống đỡ được. chương 14, Lạc Vũ Tâm Cậu, trong nháy mắt, khuôn mặt Chu Minh Hạo phủ kín xương giá. Dương Xuyên này rõ ràng không coi ông ta ra gì. Thời gian suy nghĩ đã qua 2 phút, mà vì kia chỉ cho ông ta 5 phút mà thôi. Nếu vượt quá một giây, hậu quả thế nào, ông ta cũng không dám tưởng tượng. Dương Xuyên, đây là cậu ép tôi." Giọng điệu Chu Minh Hạo lạnh lẽo, nghiến răng một cái, không thèm đếm xỉa gì nữa. "Vương Đại Quân, điều động người của ông, trong vòng 2 phút, dọn sạch con đường này cho tôi. Nếu không làm được, lập tức cuốn xéo khỏi bộ giao thông." "Hả, vâng." Vương đại quân lưng hùm vai gấu ở phía sau hơi sửng sốt, vội vàng đáp lời. Lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu gọi người. Chu Minh Hảo quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Dương Xuyên. Dương Xuyên, cho cậu một cơ hội cuối cùng, tránh đường ra cho tôi. Đối với thái độ của Chu Minh Hạo, Dương Xuyên chẳng hề sợ hãi, vẫn tỏ ra rừng dưng. Ô nha, Chủ tịch Chu Quả là quan chức quyền cao chức trọng, cậu đây không nhường đấy, xem ông có thể làm gì tôi. Trong lúc nói chuyện, Dương Xuyên dứt khoát lên trên xe. May bách vừa vặn ngăn ở giữa đường, ai cũng không đi qua được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lặng im nín thở, một câu cũng không dám nói. Chuyện ngày hôm nay, quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vốn dĩ là nghi lễ chào đón vô cùng vui vẻ, không ngờ lại biến thành dáng vẻ như thế này. Chủ tịch thành phố Tân Hải đối đầu với cậu chủ nhà họ Dương, đây chính là quyền lực vững trái của quan chức ngủ nội nó. Mắt thấy Dương Xuyên chơi xấu, Chu Minh Hạo tức giận nói tục. Thấy thời gian sắp đến, dứt khoát nghiến răng dậm chân. Vương Đại Quân, tìm xe nâng đến, xúc con xe dởm này đi cho tôi. Cái gì? Vương Đại Quân lập tức choáng váng. Đây chính là xe của cậu chủ Dương đấy, đắc tội hắn ta, sự phát triển của thành phố Tân Hải lạc hậu ít nhất 5 năm. Nhìn thấy Vương Đại Quân ngơ người nhìn mình, Chu Minh Hạo lập tức bùng nổ nghe không hiểu tiếng người à bây giờ xúc luôn còn một phút nếu không dọn sạch đường ông đây xúc cả ông vâng vương đại quân vội vàng đồng ý ông ta biết lần này chu minh hảo quyết tâm rồi gọi một cú điện thoại chỉ thoáng chốc xe nâng đã chạy đến chu minh hảo chẳng lẽ ông thật sự không coi nhà họ dương tôi ra gì có bản lĩnh ông xúc thử xem sắc mặt dương xuyên u ám hắn ta không tin chu minh hảo sẽ thật sự trở mặt với mình những người khác cũng đầm đìa mồ hôi lạnh, nếu bây giờ xúc đi, vậy thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng Chu Minh Hảo đã không kịp nghĩ những chuyện này nữa, nhìn đồng hồ, mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xúc! Lựa chọn giữa thần tướng Trấn Quốc Sở Bắc và con cháu nhà họ Dương. Đối với ông ta thì không hề khó khăn. Xúc! Vương Đại Quân vung tay lên. Âm ầm Xe nâng lập tức khởi động, xúc chiếc may bách lên mẹ nó ông dám xúc thật dương xuyên giật nảy mình vội vàng chật vật né sang một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn may bách mới tinh bị ném sang bên đường biến thành một đống sắt vụn sắc mặt dương xuyên lúc đỏ lúc xanh muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu cậu chủ dương chúng ta làm sao bây giờ bên cạnh một vệ sĩ nhỏ giọng trưng cầu ý kiến làm sao bây giờ còn có thể làm sao bây giờ chu minh hạo lần này coi như ông lợi hại ông đây nhớ kỹ dương xuyên tức giận nói phép vua thua lệ làng đây là đạo lý từ xưa đến nay mặc dù thế lực của nhà họ dương lớn nhưng dù nói thế nào thì chu minh hảo cũng là chủ tịch thành phố tân hải há có thể cho hắn ta tùy ý gây khó dễ giờ phút này cho dù bị đánh gãy răng cũng chỉ có thể nuốt lại vào bụng mà cũng chính lúc này trên đường phố phía xa xa một chiếc taxi phóng nhanh đến trên con đường bốn làn rộng lớn vô cùng nổi bật. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người không khỏi trở nên kỳ lạ. Chủ tịch Chu gióng chống khua chiêng như vậy, thậm chí không tiếc đắc tội nhà họ Dương. Chẳng lẽ chính là vì chiếc taxi này? Xong rồi xong rồi, ngay cả cảnh sát giao thông cũng hành động, xe này của tôi xong rồi. Trong xe taxi, nhìn cảnh sát giao thông đứng đẩy phía xa, tài xế khóc không ra nước mắt. Nếu không phải sau lưng có sở bắc nhìn chằm chằm như hổ đói, Chắc chắn ông ta sẽ quay đầu bỏ chạy. Ngay cả lạc tuyết, sắc mặt cũng vẫn khó coi. Trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Nghĩ đến con gái không rõ sống chết trong bệnh viện, tâm tư dối bời. Chỉ có sở bác vẫn bất động như núi. Mắt thấy xe càng ngày càng đến gần, tài xế cũng chỉ có thể cắn răng, kiên trì lái về phía trước. Vốn cho rằng sẽ bị ngăn lại, giữ xe, phạt tiền, thậm chí thu hồi và tiêu hủy bằng lái xe. Không ngờ những cảnh sát giao thông đó không chỉ không ngăn cản, trái lại còn đồng loạt ngay ngắn cúi chào. Nhìn thấy bọn họ đến rồi lại đi xa. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Tài xế cũng choáng váng, đầu óc mơ hồ. Lo lái xe đi. Vẫn là nhờ sở bắc nhắc nhở, ông ta mới lấy lại tinh thần. Phía trước, ba chiếc xe cảnh sát huyết còi báo động mở đường. Trong kính chiếu hậu, bảy tám chiếc xe cảnh sát lái theo phía sau. Chia ra hai bên, hộ tống dọc đường. Cảnh tượng thế này, tài xế cảm thấy mình không phải đang lái taxi, mà là đang lái tàu sân bay. Lái taxi mấy chục năm, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Ngay cả lạc tuyết cũng há to miệng, trên mặt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng lại giấy lên hy vọng. Nhìn thấy xe taxi gào thét lướt qua, Chu Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám lau mồ hôi lạnh. May mà vẫn kịp, còn Dương Xuyên ở bên cạnh, khuôn mặt gần như có thể chảy ra nước. Lão già Chu Minh Hạo này, xúc xe của mình để nhường đường cho một chiếc taxi dởm. Đối với hắn ta, đây là sỉ nhục trần trụi. Đi điều tra xem người trong taxi là ai. Trong vòng một tiếng, tôi muốn có toàn bộ tư liệu. Dương Xuyên nghiến chặt hàm răng nói ra một câu. Vâng, cậu chủ Dương. Thuộc hạ không dám chậm trễ, vội vàng đi làm. két, Có xe cảnh sát hộ tống dọc đường, lộ trình vốn là nửa tiếng, Bây giờ chỉ cần 10 phút. Xe dừng lại, Lạc Tuyết vội vàng xuống xe, vô cùng lo lắng chạy vào trong bệnh viện. "Thưa anh, anh không phải là con trai của quan lớn nào hay cậu chủ của gia tộc lớn nào đấy chứ?" Cảnh tượng hoành tráng này, hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt. Trên đường đi, tài xế khó nén được kích động. Giờ phút này lại tỏ ra hóng hớt, muốn thăm dò vài câu. Nhưng vừa quay đầu, nào còn thấy bóng hình Sở Bắc đâu chỉ có một tờ tiền trăm tệ lẳng lặng nằm ở chỗ ngồi đằng sau. Bệnh viện thành phố, khu nội trú tầng 5. Vừa ra khỏi thang máy, Lạc Tuyết chạy thẳng vào phòng bệnh trong góc cuối. Sở bắc theo sát phía sau. Nhưng đường đường là thần tướng Trấn quốc, sau khi kích động, vậy mà bây giờ trên mặt còn mang theo căng thẳng. Bốn năm rồi, sắp gặp mặt con gái của mình, cho dù là sở bắc cũng khó mà nén nổi kích động trong lòng. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, trên giường có một bóng hình nho nhỏ đang ngoan ngoan nằm. Buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt hệt như anh đào, lòng lành ánh nước. Cái mũi nhỏ nhắn khe phỉnh lên, trắng trẻo xinh xắn, vô cùng đáng yêu. chương 15, lửa giận dâng trào. Mặc dù sở bắc mới 28 tuổi, nhưng anh đã chinh chiến 10 năm rồi. 18 tuổi, anh lần đầu tiên bước lên chiến trường, chém giết 45 quân địch. 20 tuổi, thành lập thần điện Bắc giã, tung hoành phương bắc, đe dọa kẻ xấu ở các nơi phương bắc. 22 tuổi, được sắc phong là thần tướng trấn quốc. Trong 570 năm xây dựng đất nước Long Quốc, anh là duy nhất. Xưa nay chưa từng có. Nói là dưới một người trên vạn người cũng không quá. 23 tuổi, dùng sức một mình uy hiếp người man ký kết hiệp nghị đình chiến. Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa từng nhíu mày. Cho dù đối mặt với núi thây biển máu, anh cũng chưa từng lùi bước. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của con gái, lại khiến anh do dự không bước. Cơ thể thì cứng ngắc, có loại cảm giác tay chân luống cuống. Trong lòng vừa kích động vừa áy náy, không sao kể xiết. Bốn năm rồi, con gái đã bốn tuổi. Nhưng anh lại chưa từng làm tròn bổn phận của một người bố. Khi con gái sinh ra, anh không có mặt. Khi con gái học đi, anh không có mặt. Khi con gái học mẫu giáo, anh vẫn không có mặt. Không biết khi con gái mắc bệnh, bị người ta bắt nạt, có phải cũng khát vọng có một người bố quan tâm cô bé, bảo vệ cô bé hay không? Ôi! Sở bác anh xứng đáng với quốc gia, xứng đáng với đồng đội nhưng... Lại có lỗi với vợ và con gái. Thậm chí ái náy nặng nề khiến anh không dám đối mặt với con gái ruột thịt của mình. Hiện thực như vậy, lại châm chọc như vậy. Mẹ, chú, chú ấy là ai? Là bố sao? giọng nói non nớt lại vang lên lần nữa, từng tiếng sông vào trong tim sở bắc. Chỉ thấy tiểu tâm nhi núp ở trong ngực lạc tuyết, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, len lén nhìn sở bắc. Vừa rồi khi đi ngủ, tâm nhi mơ thấy bố đến bệnh viện thăm con. Mẹ, mẹ nói chỉ cần tâm nhi ngoan ngoán, bố sẽ đến thăm tâm nhi, nhưng vì sao vẫn mãi chưa đến. Là tâm nhi không đủ ngoan, hay là bố không cần tâm nhi nữa? Tâm nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn lạc tuyết chỉ là giọt nước đảo quanh hốc mắt, khiến lạc tuyết nhìn thấy mà ê ẩm cái mũi. Lời đến khóe miệng lại bị nuốt xuống. Từ khi con gái biết nói chuyện, mỗi ngày đều nói muốn tìm bố. Nhưng khi đó ngay cả bố cô bé ở đâu lạc tuyết cũng không biết, còn có thể làm gì. Chỉ có thể không ngừng an ủi con gái, chỉ cần con gái ngoan ngoán, bố nhất định sẽ trở về gặp cô bé. Quả nhiên, tiểu tâm nhi vô cùng hiểu chuyện, rất ít khi nhắc đến trước mặt cô. Chỉ là, mỗi lần nằm mơ vẫn sẽ lộ ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô bé. Dù sao, có đứa bé nào không muốn gặp bố mình chứ? Bốn năm này, đâu chỉ mình cô khổ sở. Bây giờ, rõ ràng người đàn ông kia ở ngay trước mặt, cô lại không biết nên trả lời như thế nào. Lắc đầu, dù sao sở bác cũng là bố ruột của con gái. Gật đầu, bốn năm này, sở bác chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người bố. Thậm chí cô còn không biết, tương lai sẽ đi theo con đường nào. Tâm tư dối bời. Tâm nhi, bố là, bố là bố của con. Sở bắc chống gậy trúc, bước từng bước lên phía trước, ngồi lên trên giường bệnh. Giọng điệu nói chuyện cũng đang run rẩy. Thật sao, chú là bố à? Đôi mắt nhỏ của tâm nhi sáng lên, lại rời ánh mắt về phía lạc tuyết. Dáng vẻ trông mong của cô bé như là đang nhờ cô chứng thực. Lạc tuyết thở dài một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu. Tâm Nhi, anh ta, anh ta là bố của con. Thật sao? Tâm Nhi nhảy cẫng lên trên giường bệnh. Ánh mắt nhìn sở bác giống như đang phát sáng. Bố, bố thật sự là bố. Hu hu, cuối cùng Tâm Nhi cũng có bố rồi, sẽ không bị người ta mắng là đồ con hoang không có bố nữa rồi. Tâm Nhi siết chặt nắm tay nhỏ, nước mắt lột bột rơi xuống. Tâm Nhi, là bố có lỗi với con. Sở bác đặt gậy trúc xuống, duỗi cánh tay đang run rẩy ra, ôm con gái vào lòng. Tâm nhi, sau này bố sẽ không đi nữa. Bố sẽ bảo vệ hai mẹ con một đời một kiếp. Cho dù sở bắc không nhìn thấy dáng vẻ tâm nhi, nhưng được ôm cơ thể nhỏ nhắn của con gái, cảm giác máu ngủ tình thân sông thẳng lên đầu. Cái gì mà thần tướng Trấn quốc, cái gì mà thần điện bắc giã? Sở bắc đều không để ý. Anh chỉ muốn ở bên cạnh con gái mình, nhìn cô bé lớn lên, nhìn cô bé lấy chồng. Vô cùng đơn giản, chỉ cần vậy thôi. Nhìn hai bố con đang ôm chặt lấy nhau, Lạc Tuyết ngoảnh đầu đi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khụ khụ. Nhưng mà, thời gian ấm áp chẳng kéo dài được bao lâu. Tiểu Tâm Nhi vui đến phát khóc bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Khuôn mặt vốn không được tự nhiên, trong nháy mắt càng trắng bệch hơn. Ánh mắt dần mất đi rực rỡ, cơ thể nho nhỏ khẽ run rẩy, lộ ra dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Tâm Nhi con sao rồi, con đừng làm mẹ sợ. Lạc tuyết giật nảy mình, vội vàng ôm con gái nằm lên giường bệnh. Mẹ, tâm nhi không sao. Lạc vũ tâm hiểu chuyện lắc đầu, ánh mắt lại luôn dừng trên người sở bắc. Giống như sợ nháy mắt một cái, bố sẽ biến mất. Tâm nhi chỉ là quá kích động thôi à, cuối cùng tâm nhi cũng có bố rồi. Nhưng mà, sở bác lại cau mày. Tay phải đặt lên trên mạch đập của lạc vũ tâm. Chỉ mấy giây kiểm tra, lông mày càng nhăn chặt, toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng khí lạnh dọa người. Tiểu Tuyết, suốt cuộc bệnh của Tâm Nhi là như thế nào? Sở Bác nhìn Lạc Tuyết, giọng điệu nghiêm túc cực điểm. Lạc Tuyết bất đắc dĩ chia tay, năm một tuổi, Tâm Nhi đột nhiên lên cơn sốt, nằm viện nửa tháng mới cứu lại được. Từ đó về sau, sức khỏe Tâm Nhi vẫn luôn không tốt, đủ loại bệnh nặng bệnh nhẹ cứ tái đi tái lại, nhẹ thì bị sốt nằm viện nặng thì hôn mê, thậm chí ngay cả bệnh viện cũng đã mấy lần đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Lạc tuyết thuận miệng giải thích, lại hoàn toàn không phát hiện, sắc mặt sở bác ngày càng âm u. Sát ý đáng sợ phóng lên tận trời. Chỉ là hai mẹ con không cảm nhận được mà thôi. Vừa rồi kiểm tra mạch đập của tâm nhi, anh phát hiện một luồng hàn khí màu đen trong cơ thể con gái. Nó giống như giỏi trong xương, không đuổi đi được. Luồng hàn khí kia, cho dù là người trưởng thành cũng tuyệt đối không chịu nổi, huống hồ tâm nhi vẫn chỉ là một đứa bé. Nói cách khác, bệnh của lạc vô tâm là do có người cố ý động tay động chân. Nhưng ai sẽ tàn nhẫn như vậy, lại có thể ra tay độc ác với một đứa bé 4 tuổi như vậy. Trong lòng sở bác trào dâng lửa giận. Nếu biết người này là ai, cho dù là ông trời. Sở bác này cũng phải dóc xương rút gân, lăng chỉ lột ra hắn. Một lúc lâu sau, sở bác mới kìm nén lửa giận tay phải trịnh trọng đặt trên cổ tay Lạc Vũ Tâm. Audio điện tử võ tấn bền. chương 16, nói sằng nói bậy. Hi hi, chú Lưu, đây là bố của Tâm Nhi. Cuối cùng Tâm Nhi cũng có bố rồi. Không đợi Lạc Tuyết trả lời, Lạc Vũ Tâm đã hớn hở đáp. Vẻ mặt tươi cười không giấu được phấn khích và kiêu ngạo. Bố của cháu, Lưu Minh sửng sốt, khóe miệng tươi cười thoáng chốc biến mất. Quay đầu lại, nhìn lạc tuyết như muốn chứng thực đáp án. Đương nhiên lạc tuyết biết anh ta nghĩ gì. Chỉ gật đầu, không nghĩ đến chuyện khác mà quay lại chuyện chính. Bác sĩ Lưu, vừa nãy anh nói bệnh của tâm nhi thế nào rồi? Lưu Minh thấy lạc tuyết gật đầu, lập tức ngây người. Theo bản năng liếc nhìn sở bắc, ánh mắt chợt lóe lên chút tàn nhẫn, vừa hiện lên đá biến mất. Tiểu tuyết, tình hình của tâm nhi rất không mấy khả quan, phải làm phẫu thuật ngay, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cái gì nghe thấy lời này đầu lạc tuyết nổ tung một cái lập tức trống rỗng nhưng phí phẫu thuật cho con gái tớ tớ nói đến đây lạc tuyết đã khóc không thành tiếng phí phẫu thuật cho con gái là một con số không tưởng đối với mẹ con cô bây giờ đột ngột như vậy sao cô có đủ chứ nhưng nếu không có tiền phẫu thuật chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn con gái chết hiểu sao thoáng chốc trong lòng lạc tuyết ngập tràn cảm giác bất lực còn Lưu Minh chợt nheo mắt, sau đó lập tức quay đầu nhìn Sở Bắc. "Này, ai vậy? Đừng có đứng ở đó nữa, anh không trướng mắt nhưng tôi trướng mắt đây này. Nếu anh đã là bố của Tâm Nhi thì phí phẫu thuật này cũng nên do anh bỏ ra chứ?" Sóng điệu Lưu Minh ngả ngớn, bên trong có chút ý khiêu khích. Chỉ nhìn cách ăn mặc của Sở Bắc thì Lưu Minh biết anh chẳng có tiền bạc gì. Mà phí phẫu thuật của Tâm Nhi không dưới 500.000 tệ sở dĩ nói như vậy là vì anh ta muốn thăm dò thử sở bắc mà thôi. Anh ta và Lạc Tuyết là bạn học cấp 3. Lúc học cấp 3, Lưu Minh đã yêu thầm Lạc Tuyết suốt 3 năm học. Nhưng Lạc Tuyết lúc đó là một gái ngoan có tiếng, cô đã trực tiếp từ chối anh ta. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người họ đường ai nấy đi, mấy năm không gặp. Cả hai gặp lại lần nữa là vào hai năm trước. Lạc vô tâm bị bệnh, lạc tuyết đưa đến bệnh viện vào giữa đêm trùng hợp thế nào đêm đó lại là ca do lưu minh trực tuy anh ta rất kinh ngạc việc lạc tuyết chưa kết hôn mà đã có một cô con gái rồi nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu trong lòng anh ta mà lại tiếp tục nảy mầm mọc dễ mà trong mấy lần chữa bệnh anh ta dần dần cũng hiểu rõ hoàn cảnh của lạc tuyết anh ta biết cơ hội của mình đã đến rồi mặc dù lạc tuyết đã có con rồi nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn như trước không hề thay đổi thậm chí lại càng quyến rũ hơn. Lại thêm thân phận nhà họ Lạc của cô, Lưu Minh chẳng những không ghét bỏ Lạc Tuyết mà ngược lại trong thời gian Lạc Vũ Tâm ở lại bệnh viện, anh ta còn quan tâm chăm sóc đủ kiểu. Từ đó quan hệ với Lạc Vũ Tâm cũng thân thiết hơn nhiều. Vốn dĩ đang định tìm thời cơ bày tỏ với Lạc Tuyết. Nhưng không ngờ, vào lúc quan trọng này thì người đàn ông của Lạc Tuyết đã quay lại rồi. Lưu Minh thật sự có chút không chấp nhận nổi. Sao lại không nói gì? đừng bảo là không bỏ ra nổi số tiền đó nhé thấy sở bắc im lặng lưu minh hừ một tiếng bắt đầu bênh vực lạc tuyết anh thì hay lắm vừa tới là có ngay đứa con lớn thế này nhưng anh có biết bốn năm nay tiểu tuyết đã chịu cực khổ bao nhiêu không nếu tôi là anh thật sự chẳng còn mặt mũi quay về nữa rồi lạc tuyết thở dài một tiếng nhìn con gái không nói gì lưu minh nói là sự thật thấy vậy lưu minh lại càng không kiêng nể gì xem bộ dạng của anh đi chẳng lẽ anh còn muốn chạy nữa sao chật chật thân là đàn ông tôi cũng mất mặt thay anh tôi thật sự thấy không đáng thay cho tiểu tuyết thanh xuân tươi đẹp lại lãng phí với một tên thối tha như anh lưu minh một hơi nói một chàng giọng điệu vừa ghét bỏ vừa khinh bỉ nhưng sự hâm mộ ghen tị trong ánh mắt thì không giấu được một tên mù thối tha không chỉ có được lần đầu tiên của nữ thần mà còn để nữ thần sinh con cho anh còn bản thân mình chỉ có thể đau khổ yêu thầm nữ thần nhiều năm. Dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ? Lưu Minh giận trong lòng dữ lắm, chỉ hận không thể bóp chết sở bắc ngay tại chỗ. Mà cũng ngay lúc này, sở bắc chậm rãi đứng dậy. Gương mặt không thể hiện ra buồn vui giận hờn gì, ánh mắt trống giống nhìn Lưu Minh. Tiền, không phải vấn đề, chỉ là anh chắc chắn có chắc mình sẽ chữa khỏi bệnh cho tâm nhi. Đương, đương nhiên. Ánh mắt Lưu Minh chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại. Thế nào, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ tôi? Một tên mù mà dám nghi ngờ bác sĩ chuyên nghiệp, ai cho anh cái gan này vậy? Nói rồi, vẻ mặt Lưu Minh tức giận bất bình nhìn Lạc Tuyết. "Tiểu Tuyết, người này thật nhẫn tâm, không bỏ tiền ra thì thôi, lại còn gây rối. Loại người này, căn bản không xứng làm bố của Tâm Nhi." Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn Sở Nam, đôi mắt ửng đỏ lại thêm thất vọng. "Sở Bắc, anh đừng gây phiền nữa." Xem như tôi cầu xin anh đấy, được không? Tâm Nhi nằm trên giường khẽ chớp mắt, ánh mắt dao động qua lại giữa Sở Nam và Lưu Minh. Rõ ràng bố tốt như vậy, nhưng tại sao chú Lưu lại không thích bố chứ? Sở Bắc lắc đầu, không trả lời Lạc Tuyết, vẫn như cũng nhìn về phía Lưu Minh. Nếu anh có thể chữa được tốt thì bệnh của Tiểu Tuyết không cần phải kéo dài đến bây giờ rồi. Sở Bắc, lời này của anh là sao? Lạc Tuyết nhíu mày, cô vốn thông minh như nghe ra được gì đó. Tiểu Tuyết, cô đừng nghe anh ta nói bậy, sao tôi có thể? Lưu Minh vội vã muốn giải thích, nhưng còn chưa nói xong đã bị Sở Bác cắt lời. Nếu tôi nói không sai thì chắc tới giờ, ngay cả nguyên nhân bị bệnh của Tâm Nhi, anh cũng chưa tìm ra được đúng chứ? Giọng điệu Sở Bác bình tĩnh nhưng lại rất chắc chắn. Với trình độ y học hiện giờ thì khó mà phát hiện được hàn khí trong cơ thể Tâm Nhi. Mặc dù thiết bị công nghệ y tế đã rất tiên tiến nhưng cũng không thể nào chữa trị được. Về chuyện này, sở bắc rất tự tin. Anh nói bảy. Lưu Minh vừa nghe thấy thế, hai mắt trợn trừng, bên trong sen lẫn tia kinh ngạc. Mắt thấy lạc tuyết do dự, anh ta lập tức phản bác. Này, anh từng học y sao? Anh có chứng nhận hành nghề y sao? Anh đã thấy hồ sơ xét nghiệm của tâm nhi chưa? Nếu chưa thì mau cút đi cho tôi. Đừng có ở đây nói sằng nói bậy nữa. Anh như vậy là đang hại tâm nhi đấy vẻ mặt lưu minh tỏ ra chính trực như thể sở bắc là một kẻ xấu tội ác tài trời vậy ngay cả lạc tuyết cũng dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn sở bắc nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc chân thành của anh như vậy trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ việc này có thật không nhỉ lúc này sở bắc vung tay không giải thích cũng được vậy bây giờ làm phẫu thuật đi phí phẫu thuật một đồng cũng không thiếu đâu tôi lời này vừa dứt lưu minh lập tức thấp thỏm ánh mắt gần như muốn bốc lửa, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống, kiêu ngạo quay đầu. Anh có thấy bác sĩ nào làm phẫu thuật trước trả tiền sau chưa? Muốn làm phẫu thuật thì có thể, 500.000, một đồng cũng không thể thiếu, nếu không thì đừng bàn nữa. Chương 17, ngoắc tay. Lạc Tuyết siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy nhưng rất kiên định. Bệnh của con gái đã kéo dài cả 3 năm dòng rồi. 3 năm nay, Lạc Tuyết đã sớm lao lực mệt mỏi mà mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ con gái đau đớn phát bệnh thì cô lại lòng đau như cắt. Mà lần này, cô không muốn kéo dài thêm nữa. Chỉ cần Lưu Minh thật sự có thể trị dứt bệnh cho con gái, 500.000 này viện phí này, dù có bán máu bán thận, cô cũng phải góp đủ. Đây là sự kiên cường cuối cùng của cô. Tiểu tuyết, cô vẫn không hiểu ý của tớ. Nhìn ánh mắt sáng rực của lạc tuyết, Lưu Minh có chút trột dạ cúi thấp đầu. Nhưng miệng thì vẫn như cũ không chịu thua bệnh của tâm nhi rất phức tạp cho dù phẫu thuật cũng không thể một lần chữa hết sao lạc tuyết nhíu mày nói như vậy lưu minh này vẫn luôn lừa cô sao nói đến cùng ngay cả nguyên nhân bệnh của tâm nhi là gì anh cũng không rõ phải không sở bác chống gậy chậm rãi đi đến trước mặt lạc tuyết hai năm nay anh vẫn không làm gì được bệnh của tâm nhi nhưng vẫn luôn giấu giếm vẫn thực hiện điều trị bất chấp hậu quả sao anh rốt cuộc là có mục đích gì vẻ mặt sở bắc thản nhiên, từng câu từng chữ như đánh mạnh vào tim Lưu Minh. Bình bịch, vẻ mặt Lưu Minh thay đổi, lùi về sau vài bước, trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Đối mặt với ánh mắt trống rỗng của sở bắc, anh ta có cảm giác bị vực sâu theo dõi. Lưu Minh, sự thật là vậy sao? Lạc tuyết run giọng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lưu Minh chằm chằm, tay siết chặt thành đấm chảy dịn đầy mồ hôi. Trong năm đầu tiên con gái bị bệnh, Lạc Tuyết một thân một mình chịu đựng quá nhiều, Mãi đến năm thứ hai, khi cô gặp được Lưu Minh thì mới tốt hơn đôi chút. Lưu Minh là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện thành phố, không chỉ đối xử tâm nhi tỉ mỉ từng chút mà dù là về sinh hoạt hay là điều trị bệnh, anh ta đều giúp đỡ Lạc Tuyết rất nhiều. Trong mắt Lạc Tuyết, anh ta vẫn luôn là hình tượng một người đàn ông tốt. Cẩn thận, ấm áp, biết quan tâm. Thậm chí Lạc Tuyết còn cảm thấy, nếu Lưu Minh không chê mình, không ghét bỏ tâm nhi thì, nửa phần đời còn lại của mình, họ sống cùng lưu minh cũng là một lựa chọn không tệ nhưng bây giờ nếu lời của sở bắc là thật thì tâm cơ của lưu minh quá đáng sợ đáng sợ đến mức lạc tuyết có cảm giác cả người lạnh run tiểu tuyết tớ vẻ mặt lưu minh lại càng khó coi muốn giải thích nhưng đối mặt với sở bắc thì anh ta lại không thể lên tiếng được bởi vì sở bắc nói là sự thật hai năm nay vì để tiếp cận lạc tuyết cho dù không tìm ra được nguyên nhân về bệnh của Lạc Vũ Tâm, dù chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế bệnh của cô bé, dù không có cách để chữa dứt hẳn bệnh này, anh ta luôn tìm cách kéo dài, giữ chân Lạc Vũ Tâm ở lại bệnh viện. Chỉ có như vậy thì anh ta mới có thể tiếp xúc tới gần Lạc Tuyết thêm một bước. Sau đó dần dần chiếm lấy trái tim của cô. Còn về Lạc Vũ Tâm, chết càng tốt, như vậy thì giữa anh ta và Lạc Tuyết sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào. Vốn dĩ, kế hoạch của anh ta rất hoàn mỹ. Tiến hành 2 năm, đã sắp kết trái nở hoa. Nhưng lại không ngờ, tất cả mọi thứ đều bị người đàn ông đáng ghét kia nhìn thấu. Đối diện với ánh mắt trống rỗng của người đàn ông này, dường như tất cả mọi thứ không thể che giấu được. Nhìn thấy vẻ mặt anh ta, Lạc Tuyết như hiểu được gì đó. Gương mặt bỗng trắng nhợt, vô lực nhắm mắt lại. Một tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi. Sao lại như vậy? Cô thì thầm nỉ non, trong đó là sự không cam lòng đồng thời đầy bất lực thấy vậy, Lưu Minh siết chặt nắm tay, đôi mắt ửng đỏ, không cam tâm. Tiểu Tuyết, cho dù như vậy, nhưng tôi cũng không nói là mình bó tay hết cách, không thể chữa trị cho Tâm Nhi, đúng chứ? A, à, Lạc Tuyết ngẩng đầu, gương mặt nghi hoặc nhìn anh ta. Lưu Minh khẽ nhếch miệng, theo bản năng chừng mắt nhìn sở bắc. Cho dù tôi không chữa được cho Tâm Nhi, thì cũng có người có thể chữa được. Ai, ở Tân Hải này còn ai có thể chữa được cho Tâm Nhi? nghe thấy lời anh ta lạc tuyết như nhìn thấy chút hy vọng le lói cô vội hỏi lại lưu minh không trả lời chỉ ôm cánh tay chỉ ra ngoài cửa lạc tuyết khẽ nhíu mày do dự một lát vẫn đi ra ngoài lưu minh hừ lạnh khiêu khích trừng mắt nhìn sở bắc sau đó đi ra theo lúc này vẻ mặt sở bắc không có biểu cảm gì cái gì cũng không nói điện thoại vang lên lập tức bấm nhận điện thoại thưa cậu ông Triệu đã đồng ý sẽ đích thân đến chữa bệnh cho cô chủ nhỏ. Trễ nhất là 10 phút nữa sẽ đến. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói kính cẩn của Thanh Vũ. Rất tốt, cô vất vả quá rồi. Sở Bắc khẽ gật đầu, lập tức cúp điện thoại. Nhìn ra khắp Tân Hải, có thể cứu được Tâm Nhi, duy chỉ có Triệu Hồi Xuân, ông Triệu được xưng là thiên tài y học Long Quốc. Năm năm trước, Sở Bắc bị phản bội nên trúng độc. Mặc dù được lạc tuyết cứu, nhưng nếu không có Triệu Hồi Xuân gửi phương thuốc giải độc, thì Sở Bắc dù không chết cũng bị liệt nửa người. Sở Bắc một khi chết thì phương Bắc nhất định sẽ rối loạn, đại quân Nam Man sẽ áp sát. Long quốc có thể chống chọi được hay không cũng khó nói. Mặc dù chưa từng gặp Triệu Hồi Xuân lão tiên sinh, nhưng ông ấy không những là ân nhân cứu mạng của Sở Bắc, mà cũng là ân nhân của Long quốc. Chỉ là ông ấy du ngoạn khắp nơi, khó mà tìm được tung tích. Sở Bắc cũng chỉ là thử thử xem sao, nhưng không ngờ ông ấy lại ở Tân Hải. Có lẽ cũng là duyên phận. "Bố." Giọng nói yếu ớt của con gái khiến Sở Bắc quay lại hiện thực. Lúc này, Lạc Vũ Tâm nằm trên giường bệnh, gương mặt nhỏ bé trắng nhợt, vẻ mặt buồn bã. "Bố, mắt của bố không thấy đường, có phải cũng không nhìn thấy Tâm Nhi không?" Cô bé yếu ớt hỏi, giọng nghẹn ngào muốn khóc. Nếu sau này Tâm Nhi không còn nữa, bố cũng không được thấy dáng vẻ của tâm nhi tâm nhi sẽ rất buồn lúc nói chuyện nước mắt rơi không ngừng nhòe cả đôi mắt nhỏ sở bắc mềm lòng tim như bị kim đâm nhẹ nhàng ngồi xuống chạm vào gương mặt nhỏ của cô bé tâm nhi con thấy những vì sao bao giờ chưa cô bé gật đầu thật mạnh thấy rồi thấy rồi tâm nhi thích nhất là ngắm sao sở bắc cười ngôi sao trên trời chính là mắt của bố chỉ cần có sao thì bố có thể ngắm con mà. Thật sao? Ánh mắt cô bé sáng rỡ, lấp lánh. Bố, bố không được lừa tâm nhi đâu, chúng ta ngoắc tay. Được, ngoắc tay. Sở bác giơ ngón út ra, móc vào ngón tay đầy đặn hồng hào của con gái. Trong lòng lại cảm thấy chua xót, cảm xúc ngổn ngang. Cô bé đáng yêu như vậy, sao bố có thể để con xảy ra chuyện chứ? Lưu Minh, anh có cách gì, bây giờ có thể nói rồi chứ? Trong góc, Lạc Tuyết nhìn bốn bề vắng lặng, mở miệng hỏi. Lưu Minh nhìn cô, khóe miệng khẽ cười có chút đùa cợt. Chương 18, sẽ không nuốt lời. Thật không, anh có thể mời được ông ấy. Mắt Lạc Tuyết lóe lên, giọng nói tràn ngập chờ mong. "Đương nhiên rồi, ông Triệu hồi xưa nợ nhà tôi một ân tình, tôi có tự tin có thể nhờ ông ấy giúp một lần. Mà phí khám của ông ấy là 500.000." Lưu Minh nói rất tự tin ánh mắt liên tục quan sát phản ứng của Lạc Tuyết. Tốt quá! Lạc Tuyết mừng quá đỗi, trong lòng cuối cùng cũng le lói một chút hy vọng. Lưu Minh, chỉ cần anh có thể nhờ được ông ấy giúp, thì dù có phải đập nổi bán sắt tôi cũng sẽ gom đủ 500.000 cho anh. Xong đối diện với ánh mắt mong đợi của cô, Lưu Minh lại cười lắc đầu. Tiểu Tuyết, cô vẫn không hiểu ý của tôi. Là sao? Lạc Tuyết cao mày, hơi ngạc nhiên. Lưu Minh tiến lên một bước, nhìn thẳng cô đầy tình cảm. "Tiểu Tuyết, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chưa hiểu tình cảm của tôi ư? Chỉ cần cô đồng ý cắt đứt quan hệ với gã mù kia, sau này ở bên tôi, thì tôi không những sẽ nhờ ông Triệu giúp, mà còn trả hết 500.000 kia. Sau này, Tâm Nhi chính là con gái ruột của tôi, tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với con bé. Với lại, mẹ con hai người theo tôi dù xét về mặt nào cũng tốt hơn là theo gã mù kia." Lưu Minh nói một mạch Nói hết những lời trong lòng ra. Lưu Minh, anh. Lạc Tuyết bất ngờ không có chuẩn bị gì bỗng chốc đồng tử co lại, bất giác lùi về sau mấy bước. Nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ. Đây chính là mục đích thực sự của Lưu Minh sao? Như anh ta nói, đi theo Lưu Minh chắc chắn là tốt hơn theo Sở Bắc Cả vạn lần. Chỉ có điều Lưu Minh hiện tại cứ khiến cô cảm thấy nham hiểm, không đáng tin, không hề có cảm giác an toàn. Lưu Minh, về việc này tôi tôi vẫn phải suy nghĩ thêm. Lạc tuyết cúi đầu, đầu óc rối bời. Hửm, Lưu Minh cao mày, đôi mắt ánh lên vẻ ác độc. Bỗng nhiên xòe tay. Tiểu tuyết, nếu cô thực sự muốn từ chối tôi cũng không sao, nhưng xin thứ lỗi tôi không thể giúp về chuyện bệnh của tâm nhi nữa. Lưu Minh, anh. Lạc tuyết bụng miệng, đôi mắt trợn tròn. Gương mặt nhỏ nhắn lại lần nữa trắng bệch. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Lưu Minh muốn mình thỏa hiệp bằng mạng sống của con gái. Nhìn Lưu Minh lộ ra bộ mặt thật, cả người Lạc Tuyết lạnh băng, thậm chí cảm thấy vô cùng sợ hãi. Định từ chối theo bản năng, nhưng con gái phải làm sao đây? Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Lạc Tuyết đấu tranh tâm lý dữ dội, đấu tranh giữa con gái và chính mình. Cuối cùng Lạc Tuyết bất lực buông lỏng nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh lại. Được, tôi đồng ý với anh chỉ cần con gái tôi khỏi thì tôi sẽ gả cho anh cắt đứt quan hệ với sở bắc tốt lắm lưu minh thoáng cái mừng rơn ánh mắt nóng rực chỉ muốn ăn lạc tuyết ngay lập tức chúng ta hứa rồi nhé cô không được nuốt lời đâu đó giờ tôi sẽ đi liên lạc với ông triệu cô yên tâm chắc chắn không có vấn đề gì với việc này lạc tuyết chỉ gật đầu xoay người đi vào phòng bệnh như một cái máy ha ha lạc tuyết lần này cô thoát khỏi lòng bàn tay của tôi thế nào Lưu Minh cầm điện thoại, trong nụ cười mang theo một chút dữ tợt. Anh ta đợi ngày này những hai năm rồi. Còn về việc triệu hồi xuân gì đó nợ nhà anh ta một ân tình, 500.000 cũng sẽ trả giúp cô Toàn là chuyện vớ vẩn. Anh ta chỉ là một bác sĩ điều trị còn con, còn chẳng có tư cách gặp triệu hồi xuân một lần. Có điều ông triệu hồi xuân năm nào cũng sẽ đến Tân Hải khám bệnh miễn phí. Còn chuyên giải quyết bệnh nan y của trẻ nhỏ. Bệnh phức tạp thế nào cũng không lấy một xu đúng lúc ông triệu giờ đang ở tân hải lại đúng lúc anh ta có phương thức liên lạc gọi cuộc điện thoại là có thể ôm người đẹp về đương nhiên là phải làm rồi lưu minh nóng lòng tìm một số điện thoại rồi gọi qua tút tút ai đó điện thoại reo hai tiếng thì được nhấc máy vang lên giọng nói giả nua mà nghiêm nghị lưu minh nghe thấy thì bỗng chốc giọng nói vô cùng nịnh ngọt chào ông là ông triệu phải không tôi là lưu minh bác sĩ điều trị của bệnh viện thành phố tân hải lần trước ông đến bệnh viện chúng tôi khám bệnh miễn phí tôi có việc gì thì nói mau thời gian của tôi rất quý báu đầu bên kia điện thoại ông triệu ngay lập tức ngắt lời dường như thực sự có việc gấp thấy không kéo gần quan hệ được lưu minh chỉ đành vào thẳng vấn đề chính ông triệu là thế này giờ bệnh viện chúng tôi có một bệnh nhân vô cùng nguy cấp ông xem song câu trả lời đầu bên kia lại không hề do dự để hôm khác đi giờ tôi có việc gấp tút 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 nói xong thì cúp máy luôn nghe tiếng điện thoại báo bận lưu minh đơ luôn tại chỗ thần y triệu vẫn luôn nhân từ rộng lược được xưng là huyền hồ tế thế một vậy mà lại từ chối hơn nữa việc gì còn quan trọng hơn cả một mạng người chứ lưu minh sốt ruột rồi không phải vì bệnh của lạc vũ tâm mà là sợ miếng ăn đến miệng rồi còn rơi mất tiểu tuyết cô đừng sốt ruột anh đã liên lạc với bác sĩ, Tâm Nhi sẽ không sao đâu. Trong phòng bệnh, cảm nhận được sự lo lắng của Lạc Tuyết, Sở Bác khẽ khàng an ủi một câu. Với việc này Lạc Tuyết chỉ lắc đầu, không tiếp lời. Bác sĩ Sở Bác mời sao có thể so với ông Triệu chứ? Vì con gái cô đã chấp nhận số phận. Cũng đúng lúc này Lưu Minh đẩy cửa vào. Lạc Tuyết không thấy sắc mặt anh ta có gì không đúng, chỉ vội vàng hỏi. Lưu Minh, thế nào? Ông Triệu đồng ý chưa? Trước ánh mắt sốt sắng của cô, lòng Lưu Minh thấy bất lực. Nếu gật đầu, nhớ ông Triệu không đến được thì chắc chắn không thể giấu nổi. Nhưng nếu lắc đầu thì miếng ăn đến miệng sẽ rơi mất. Sao anh ta cam lòng được chứ? Kẹt. Lúc Lưu Minh tiến thoái lưỡng nan, bỗng có người đẩy mở cửa phòng bệnh. Một ông lão tóc bạc phơ, tầm 60 tuổi bước vào với vẻ mặt vội vã. Xin hỏi, đây là phòng bệnh của bé Lạc Vũ Tâm phải không? ông lão lau mồ hôi có vẻ là chạy cầu thang bộ lên thở không ra hơi mặc dù tuổi tác đã cao nhưng tinh thần lại rất tốt để một nhúm râu dê nghiêm nghị nhưng không kém phần hiền từ ông là lạc tuyết ngơ ra một lúc lần đầu tiên cô gặp người trước mặt còn lưu minh lại trợn tròn mắt bất giác kinh ngạc hét thành tiếng ông ông triệu anh ta thực sự đơ luôn rồi người trước mặt chẳng phải chính là ông Triệu Hồi Xuân mệnh danh là quốc y thánh thủ sao? Mới nãy còn nói không rảnh, sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Ông, ông chính là ông Triệu, xin ông, xin ông cứu con gái tôi. Còn Lạc Tuyết lại vui mừng khôn xiết, nhìn Triệu Hồi Xuân chầm chập, chỉ còn thiếu mỗi nước quỳ xuống dập đầu. Mà lời nói của cô cũng khiến Triệu Hồi Xuân đần ra. Không phải mấy người mời tôi đến sao? Sao cứ như tôi không mời mà tự tới vậy? Lúc này, chỉ có sở bác trong lòng hiểu rõ. Khẽ cúi người với Triệu Hồi Xuân, ông Triệu, ông vất vả rồi. chương 19, làm người phụ nữ của anh ta. Cái gì? Lưu Minh sửng sốt một hồi, sau đó mới kịp định thần lại. Tâm trạng của anh ta bây giờ đang giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, trong nháy mắt đã vụt từ đáy lên đỉnh. Nghe qua ý của Lạc Tuyết thì có lẽ cô cho rằng ông cụ Triệu Hồi Xuân là do anh ta mời tới. Ha ha ha! quả nhiên là trời giúp mà. Lạc tuyết ơi là lạc tuyết, ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi, cô chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ của tôi mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô, Lưu Minh không khỏi liếm môi vài cái, trong lòng dấy lên những suy nghĩ không tốt lành. Sở bắc bên cạnh vẫn không có động tính gì, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tình hình có vẻ không được tốt lắm. Triệu hồi xuân rút tay phải về, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Theo như triệu chứng thì đây là bệnh, nhưng mạch đập lại cho thấy nó giống như chấn thương hơn. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một việc như thế này. Triệu hồi Xuân không khỏi lắc đầu, Lạc Tuyết nghe xong, đầu óc như nhất thời bị tê dại. Chấn thương, nhưng Tâm Nhi chưa từng bị thương bao giờ. Ngay lúc cô nói, ánh mắt liền bất giác hướng về phía Lưu Minh. Lưu Minh là bác sĩ điều trị của con gái cô hai năm nay, tại sao anh ta lại không thể nhìn ra? Lưu Minh cũng ngây ra, có hơi trột dạ nên quay đầu làm ngơ. Chấn thương, không chỉ là vết thương bên ngoài, mà vết thương bên trong mới đáng sợ. Triệu Hồi Xuân liền quay đầu giải thích. Sở Bắc nghe xong, không khỏi cảm thấy kính phục. Triệu Hồi Xuân chỉ mới bắt mạch mà đã nhìn ra được bệnh tình của con gái anh. Quốc y thánh thủ đúng là không hề ngoa. Ông Triệu, vậy thì có cách để chữa không? Ông nhất định phải cứu được con gái tôi. Lạc tuyết bị dọa sợ đến nhòa cả mắt, trong giọng nói còn có chút cầu xin. Tiểu tuyết, cô yên tâm đi, ông ấy nhất định sẽ có cách. Lưu Minh được nước đẩy thuyền, sau đó nhìn Triệu Hồi Xuân với vẻ háo hức. Ông Triệu, hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi đều dựa vào ông cả. Chuyện này, Triệu Hồi Xuân do dự một lúc. Cách thì có, nhưng cái giá phải trả lại quá cao. Đứa trẻ này được người đó đích thân đi hỏi, thân phận át hẳn không tầm thường nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất phiền phức. Ông có thể phong ấn hai huyệt bách hội và phong trì của tâm nhi trước để khống chế vết thương, sau đó chữa trị cũng không muộn. Sở bác đột nhiên lên tiếng, giọng điệu hết sức bình tĩnh. Tâm nghiệp, ông Triệu còn đang ở đây, đâu đến lượt anh xen vào. Lưu Minh tức giận quát lên, rõ ràng đang cảm thấy rất bất mãn với sở bác. Lạc tuyết cũng có chút thất vọng, đã đến lúc này rồi, anh đừng có làm loạn nữa được không? nhưng triệu hồi xuân lại cảm thấy ngạc nhiên hề tôi thật không nghĩ ra cách này có khi khả thi đấy ông vừa nói vừa nhìn sở bắc thêm mấy cái ông đi khắp nam bắc treo bầu giúp người gặp không biết bao nhiêu nhân vật lớn triệu hồi xuân có thể cảm nhận được thấp thoáng phong thái của đế vương trên người sở bắc ngay từ khi bước vào cửa ông đã nhận ra điều đó ông triệu chắc ông nói nhầm đúng không làm sao có thể dùng cách của tên đầu đường xó chợ này được Lưu Minh cao mày, tức giận hét lên. Bởi vì Triệu Hồi Xuân nhìn về phía sở bắc nên anh ta cảm thấy rất bất mãn. Ồ, vậy cậu hãy nói cho tôi biết nên chị thế nào đi. Triệu Hồi Xuân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía anh ta. Lưu Minh nghe xong, lập tức nhăn mặt, chỉ cười nhưng không dám nói. Nếu biết cách chữa thì anh ta đã chữa khỏi từ hai năm trước rồi. Hơn nữa, trước mặt quốc y thánh thủ, anh ta nào dám múa rìu qua mắt thợ. Ông Triệu, chuyện này, chuyện này có ổn không? Lạc Tuyết thoáng ngạc nhiên. Sở bác thật sự có hiểu biết về y thuật ư? Ừ, không phải là ăn may đúng không? Yên tâm đi, cách của chàng trai tuyệt đối khả thi. Bằng cách này, phải khống chế nội thương trong cơ thể con bé trước, đợi đến khi có thời điểm thích hợp thì mới xử lý toàn bộ. Triệu Hồi Xuân quay đầu lại, nói với giọng vô cùng tự tin. Vất vả cho ông rồi. Không sao, điều tôi nên làm thôi. Nói xong, ông liền lấy châm bạc ra rồi bắt đầu khử trùng. Tâm Nhi, đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi." Lạc Tuyết âu yếm nhìn con gái trên giường bệnh, dịu dàng an ủi. Cô bé nắm lấy tay Sở Bắc và Lạc Tuyết rồi cười hi hi, lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ. "Hi hi, có bố mẹ ở đây, Tâm Nhi không sợ." Sở Bắc cười nhẹ, sau đó sờ mấy cái vào mũi con gái. Nhưng nụ cười trên môi Lạc Tuyết lại có chút cay đắng ngay khi triệu hồi xuân chuẩn bị châm cứu ba người bọn họ đều rời khỏi phòng bệnh tên mù tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt có ở lại đây cũng vô ích thôi chỉ khiến cho người khác khó chịu lưu minh tự đắc trong lòng nhưng vẫn nói ra ngoài sớm muộn gì cũng phải đi thôi dù anh ta nói gì sở bắc vẫn không hề có phản ứng ngay cả mắt anh cũng không chấp hoàn toàn phất lờ đã là rồng thì không thể nào bị kiến làm cho sao nhãng bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự an nguy của con gái. Này tên mù, anh có ý gì đây? Nhìn thấy mình bị phớt lờ, gần trên trán Lưu Minh lập tức nổi lên. Anh ta nhìn chăm chăm về phía sở bắc, như đang muốn làm điều gì đó. Nhưng vừa dứt lời, từ xa đã vang lên tiếng bước chân dày đặc. Chỉ thấy lãnh đạo bệnh viện cùng với viện trưởng đang tiến đến. Lưu Minh, ông Triệu đâu? Tại sao ông ấy đến mà cậu không thông báo? Viện trưởng Phương Chính Quân đã gần 50 tuổi, dáng người thấp bé, một nửa mái tóc đã bị hói. Lúc này đang nhìn chằm chằm Lưu Minh. Những người đứng sau ông ta đều mặc áo blue trắng, rõ ràng bọn họ đã nghe được tin tức nên mới vội vàng chạy tới. Sự xuất hiện đột ngột của ông Triệu quả không phải là chuyện nhỏ. Viện trưởng, ông Triệu đang chữa trị ở bên trong. Lưu Minh có chút bối rối nói. Chữa trị, ngày hôm qua tôi mời ông ấy đến dự buổi tọa đàm nhưng lại bị từ chối, sao đột nhiên lại đến bệnh viện của chúng ta chữa trị được chứ? Phương chính quân cao mày, thầm lẩm bẩm. Lưu Minh dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn thấy Lạc Tuyết không hề nhìn về bên này, anh ta đột nhiên đi tới. Viện trưởng, thật ra, ông Triệu là do tôi mời tới, nếu sếp muốn ông ấy đến buổi tọa đàm thì lát nữa hãy cùng nhau nói. Chắc ông ấy sẽ không từ chối đâu. Thật sao? Phương chính quân vui mừng khôn xiết, sau đó vỗ vai Lưu Minh với vẻ hài lòng. Tốt lắm, cậu tên là Lưu Minh đúng không? Chuyện này nếu như xong xuôi thì cậu sẽ được làm chủ nhiệm khoa. Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn viện trưởng. Lưu Minh vô cùng mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Anh ta đắc ý đến mức muốn leo hẳn lên nóc bệnh viện và hát bài chúc một ngày tốt lành. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của anh ta, cả tình duyên và sự nghiệp đều tốt đẹp. Két, cửa phòng bệnh nhanh chóng bị đẩy ra, Triệu Hồi Xuân lau mồ hôi rồi bước ra ngoài chương 20, lòng tham không đáy. Ông Triệu đến thăm bệnh viện này chính là vinh dự cho bệnh viện của chúng tôi. Nhìn thấy Triệu Hồi Xuân, ánh mắt Phương Chính Quân lập tức tỏ ra cung kính, sau đó nhanh chóng bước tới chào. Phía sau ông ta cũng có một nhóm lãnh đạo bệnh viện nhìn với vẻ ngưỡng mộ, giống như một đám phen nhí được nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Dù gì Triệu Hồi Xuân cũng là một nhân vật hàng đầu trong giới y học, địa vị của ông thì càng không phải bàn. Ông Triệu, trong văn phòng tôi có trả bích loa xuân thượng hạng ông có muốn phương chính quân xoa hai tay vào nhau ngập ngừng dò hỏi không cần đâu triệu hồi xuân phất tay từ chối tôi hỏi cậu người ở trong phòng bệnh này là ai hả triệu hồi xuân vừa dứt lời phương chính quân đã ngây ra ông đích thân đến tận đây để chữa bệnh mà không biết đối phương là ai ư đương nhiên ông ta không dám nói ra chỉ có thể nhìn sang lưu minh lưu minh hiểu ý sau đó nhanh chóng tiến lên giải thích ông triệu đó là lạc tuyết nhị tiểu thư nhà họ lạc con gái cô ấy bị bệnh đã lâu nếu như không gặp được ông thì không biết có thể sống qua đêm nay không nữa lưu minh trong lúc đang giải thích cũng không quên định nọt triệu hồi xuân nhà họ lạc à triệu hồi xuân cao mày còn vị tiên sinh kia thì sao tiên sinh kia lưu minh nhất thời không kịp phản ứng ông đang nói tên mù kia à hắn chính là một tên phế vật bám váy phụ nữ, ông Triệu đề cao anh ta quá rồi. Lưu Minh bĩu môi, sở bắc mà cũng đáng được gọi là tiên sinh sao. Nực cười thật đấy, nhưng Lưu Minh lại không nhận ra rằng Triệu Hồi Xuân lại nhíu mày sâu hơn nữa. Người liên lạc ông đến đây là một người phụ nữ, mà thân phận của người bên kia cũng rất rõ ràng, cậu chính là một trong 12 hộ vệ của thần tướng Trấn Quốc. Ông vốn cho rằng nếu đối phương có mối quan hệ với thần tướng trấn quốc thì át hẳn không phải tầm thường. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không giống lắm. Hay là, cậu Sở Bắc kia có quan hệ gì đó với thần tướng trấn quốc chăng? Nhìn thấy Triệu Hồi Xuân liên tục hỏi, Phương Chính Quân cũng đứng ngồi không yên, liền nháy mắt với Lưu Minh. Nhưng Lưu Minh còn chưa kịp mở miệng thì Sở Bắc và Lạc Tuyết đã ra khỏi phòng bệnh. Lạc Tuyết lau đi nước mắt rồi cúi người về phía Triệu Hồi Xuân. Ông Triệu tôi thực sự cảm ơn ông rất nhiều tôi không được đâu không được lạc tuyết còn chưa kịp nói xong triệu hồi xuân đã hốt hoảng vội vàng đỡ cô dậy tôi chỉ được người khác giao phó mà thôi cô lạc không cần phải như vậy đâu lạc tuyết ngây ra một lúc sau đó bất giác nhìn về phía lưu minh sắc mặt tối sầm lại hơi lùi về phía sau còn sở bác chỉ im lặng chống gậy đứng sau lạc tuyết ông triệu bác sĩ ở bệnh viện còn đang đợi đấy ông xem phương chính quân dũng cảm bước lên nếu bọn họ có thể kéo triệu hồi xuân đến buổi tọa đàm vậy thì uy tín của bệnh viện bọn họ nhất định sẽ được nâng lên một tầm cao mới một cơ hội tuyệt vời như vậy bọn họ sao có thể bỏ lỡ thôi cũng được triệu hồi xuân lắc đầu nếu đã đến rồi thì đi cũng được ông nói xong ánh mắt không khỏi nhìn về phía sở bắc cảm ơn ông triệu mời ông đi lối này phương chính quân ngay lập tức mừng như hoa nở sau khi mời được Triệu Hồi Xuân đi, ông ta lập tức cười với Lưu Minh. "Chủ nhiệm Lưu, cậu cũng đi nghe đi, sau này cố gắng làm việc, đừng để tôi thất vọng." "Vâng vâng vâng, cảm ơn viện trưởng, cảm ơn viện trưởng, sau này tôi sẽ tận tâm hết mình với bệnh viện, chết không hối tiếc." Lưu Minh vừa cảm ơn vừa nịnh nọt, khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Ước mơ cả đời của anh ta chính là được làm chủ nhiệm trước năm 30 tuổi anh ta vốn nghĩ mình phải lăn lộn thêm vài năm nữa để kiếm mối quan hệ nhưng không ngờ mọi thứ lại thành hiện thực nhanh như vậy viện trưởng mọi người cứ đi trước đi bàn giao xong việc tôi sẽ đến ngay không phải anh ta không muốn đi chỉ là anh ta có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm nói xong anh ta lập tức nhìn về phía lạc tuyết với vẻ đắc thắng tiểu tuyết lời hứa của tôi đã thực hiện xong rồi bây giờ đến lượt em rồi đấy ngay khi lưu minh nói xong sắc mặt của lạc tuyết lập tức trở nên trắng bệch cô bất giác cắn môi cho dù trong lòng không muốn nhưng cô cũng không thể nuốt lời được anh yên tâm đi tôi đợi đã cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang cạch cạch tiếng gậy trượt vang lên sở bắc liền tiến lên chặn trước mặt lạc tuyết tôi cũng muốn biết thử giữa hai người có cam kết gì giọng của sở bắc hết sức bình thản như thể anh đang nói một chuyện gì đó vô cùng bình thường không phải anh nghi ngờ lạc tuyết mà anh đã sớm phát hiện ra có điều gì đó không ổn hả anh là cái thá gì chuyện giữa tôi và tiểu tuyết thì liên quan gì đến anh chứ lưu minh chế nhạo với vẻ trịch thượng sở bắc anh anh đi đi sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho tâm nhi lạc tuyết nhìn về phía xa nhưng không hiểu sao cô không dám nhìn sở bắc sở bắc vẫn không hề động đậy ánh mắt trống rỗng vẫn dán chặt về phía lưu minh nếu như nói lạc tuyết quá thất vọng về anh rồi đuổi anh đi. Sở bác chắc chắn sẽ không chút do so dự. Nhưng lúc này, anh có thể nghe thấy nội tâm của lạc tuyết đang đấu tranh. Đừng bắt tôi phải hỏi lần thứ hai. Vụt, ngay khi anh vừa dứt lời, nhiệt độ ở hành lang lập tức giảm mạnh. Lưu Minh chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vô cùng khó chịu. Được thôi, nếu như anh muốn thì tôi sẽ nói cho anh biết. Lưu Minh chỉnh lại quần áo, đắc y nói. Bởi vì chủ nhiệm Lưu tôi đây đã mời được ông Triệu đến chữa bệnh cho Tâm Nhi. Vậy nên Tiểu Tuyết đã hứa sẽ gả cho tôi, sau đó cắt đứt toàn bộ quan hệ với anh. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Lưu Minh nhìn Sở Bác với vẻ trịch thượng, trong lòng anh ta chỉ có duy nhất hai chữ: sảng khoái. Không những được thăng chức mà còn ôm được nữ thần về dinh, muốn sảng khoái bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu không phải Sở Bác bị mù thì anh ta đã làm mấy trò mèo với Lạc Tuyết cho anh xem rồi tốt hơn hết anh nên cút đi, yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với tiểu tuyết. Còn tâm nhi, sau này cứ gọi lưu vô tâm là được. Ha ha ha, lưu minh vô cùng đắc ý, lạc tuyết cũng không hề lên tiếng, tức là cô đã ngầm khẳng định. Chỉ nhìn thấy cô nhắm chặt mắt lại, để ẩn giấu những vệt nước mắt tràn ra. Ha, cũng chính lúc này, một tiếng thở nhẹ đã phá đi cảm xúc của hai người. Khóe miệng sở bắc chợt nhếch lên nụ cười, nhưng trong đó lại có chút xíu cợt tôi vốn cho rằng anh chỉ là một tên bác sĩ lang băm nhưng xem ra anh còn vô lại nữa chỉ một câu nói lập tức khiến cho sắc mặt lưu minh tái nhợt tên mù ý anh là sao audio điện tử võ tấn bền hết chương hai mươi